nhỏ nhìn ngon mày. Ngon mày cua đi, không phải gu của tao. Gu mày là gu bà già chứ gu gì? Gu tao ở nhà. Tao ra cua ẻm nha. Đi đánh cái gì vậy trời? Tôi xin lỗi, tôi không có cố ý. Tôi xin lỗi. Giờ xin lỗi gì? Đi đứng kêu gì? Chết tôi rồi. Công an vào không? Chết cho tôi đi. Dạ không. Cái lưới ra đường có dầu sao trời? Tôi đâu phải bà đẻ đâu. Trời ơi, còn trả treo nữa. Giờ không có dầu đúng không? Xoa cho tôi đi. Kỳ vậy. Đi. Tự nhiên bữa tôi xoa chân cho anh. Thì bây giờ không có dầu phải bóp chân cho tôi chứ. Mà chân của anh tự nhiên anh bị tôi xoa là sao? Tôi bị vậy cũng thay cho tôi. Lâm lên mày. Gì vậy? Đạp trúng chân tao kêu xoa thôi. Coi mặt đẹp vậy chứ đi kiếm trai ha. Mày nói gì? Thì tao nói đi kiếm trai. Mày không phải trai hả? Mẹ mày. Sao mày đánh tao? Đi đâu ạ? Kiếm tôi hả? Cái xe đẩy á, làm xong chưa vậy? Xong rồi. Mà có biết nhà đâu giao? Sao anh không hỏi? Gặp đâu hỏi. Nhiêu tiền vậy? Trả nổi không hỏi? Mệt quá, tôi trả nổi, không có giỡn đâu. Chỉ nhà đi, tôi đem qua tính luôn, được chưa? Nhưng mà mắc quá, tôi không có tiền trả đâu đó. Mệt quá, nó chỉ nhà đi mà cứ. Dễ ợt, qua hẻm cây dừa, hỏi nhà thầy giáo quy người ta chỉ cho. Vậy tôi đi nha. Dạ, con chào dì. Chào thầy giáo. Hôm nay dì với Mận không ra bến hả? Mấy đứa nhỏ nó cứ kêu tôi ở nhà bán cà phê phụ với chị hai. Còn con Mận thì nó lo ra, nó xin đi làm công nhân. Thành ra là tôi cũng chưa biết tính sao, cứ chân đi chân ở hoài. Mà cũng tại vì nhà thắt ngặt quá, chứ tôi đâu có muốn nó ra bến làm cái gì. Con gái mà ra ngoài phơi nắng nôi màu xấu dữ lắm. Dạ, cũng phải dì. Nói vậy là hôm nay Mận đi xin việc làm hả dì? Nó đi chợ với má hai nó. Rồi sẵn rồi ghé tìm mấy cái tiệm mai á, xin vô phụ người ta. Rồi xin học ngày mai luôn. Dạ. Thầy giáo ngồi đi. Dạ. Mời thầy uống nước. Dạ con cảm ơn dì. Tôi tò mò một chút thầy bỏ qua nha. Dạ không sao đâu. Dì có chuyện gì muốn hỏi con hả? Ba má thầy làm gì? Dạ má cũng mới về. Đó đó, về tới rồi kìa. Mận. Anh Tuấn. Dạ con chào má hai. Dạ chào thầy giáo. Dạ. Thầy ngồi. Dạ. Uống cà phê không? Dạ có trà đá rồi. Dạ rồi. Dạ. Đi vô. Vô gì coi quán. Khỏi. Ủa mà vô lặt rau. Vô đây. Nhưng mà con. Anh tới lâu chưa? Anh cũng mới tới thôi. Em mới đi chợ về hả? Dạ, em mới đi chợ với má hai. Sẵn tiện cái đi xin thử phụ mấy cái tiệm mai cho người ta mà chưa xin được nữa. Anh qua tìm em cũng để nói chuyện này nè. Anh có xin cho em vô làm ở mấy shop thời trang. Trời, vậy hả? Được có được không? Người ta đòi hỏi nhiều điều kiện quá. Rồi, em biết rồi. Giấy tờ rồi trình độ kinh nghiệm phải không? Thôi không sao đâu. Em cũng không cần gấp. Từ từ kiếm cũng được mà. Để tao coi. Mận. Dạ. Em xin phép hai má
cho em đi chơi với anh chút. Bây giờ luôn hả? Ừ. Má ơi. Ơi. Má cho con đi ra ngoài chơi với anh Tuấn một chút nha. Đi đi ra ngoài chi cho nắng thôi, ở nhà nói chuyện được rồi. Má. Trông ra ngoài chút đi. Ra ngoài ăn chi? Dạ thưa dì ạ, con xin phép đưa Mận đi ra ngoài chơi một chút. Tụi con đi ăn kem cái về liền à dì? Ăn kem hả? Dạ, ăn kem cái về liền mà. Ăn xong về liền nha. Rồi chứ đi đâu nữa? Còn cơm nữa đó. Trời ơi, người ta đi ăn kem mà biểu người ta về liền. Người ta ăn gấp vô lạnh răng sao? Thôi. Thôi đi đi. Nhớ đưa nó về sớm nha. Dạ, ăn xong là con đưa Mận về liền. Nhớ về liền. Con dạ đi con nha. Cảm ơn. Con đi nha má. Con xin phép đưa Mận đi. Đi đi rồi chừng nào về cũng được. Hai à. Rồi. Xong. Chắc như bắp. Mình treo được nhiều đồ không vậy? Tôi chấp cô treo 100kg luôn đó. Xạo hoài. Thôi, cô nằm lên luôn còn được, đừng nói. Chừng nào đi bán? Ngày mốt, coi ngày rồi. Coi ngày luôn á hả? Làm ăn lớn mà. Nhiêu tiền vậy? Ui, mệt quá, quên vụ đó tôi không được hả? Thôi, cái nào ra cái đó, tôi không thích lợi dụng người khác. Cái này tôi vui vẻ, tôi tự nguyện tôi làm mà. Thì thiệt ra ba cái này tôi mua lại đặng dựa dây chai á. Để rề có nhiêu tiền đâu. Nếu mà mắc tôi tính rồi chứ dễ gì à. Còn cái xe này thì nhà có sẵn. Nó là vật kỷ niệm của nhà tôi đó. Thôi, ngày mốt tôi đi chung với cô nha. Cũng đang tính hỏi coi ngày mốt có rảnh không. Đi chung với tôi. Chứ lần đầu tiên ra bán cũng lo lo. Lo gì? Thì tôi đi chung chừng nào bán quen không cần tôi nữa thôi. Thôi, cần ngày đầu tiên thôi. Anh cũng có công chuyện mà đâu phải ngày nào cũng rảnh đâu. Mất công làm phiền anh lắm. Vậy thôi tôi về nha. Bác ơi. Dạ con về. Ba thấy cái xe đẹp không? Ba ngồi đi ba. Để con phải bươn chải như vậy, ba buồn quá. Ba à, con nghĩ rất đơn giản. Bây giờ ba cứ nghĩ như là hồi nhỏ con thích chơi nhà trò vậy thôi. Ba đừng có suy nghĩ nhiều mệt nha ba. Cái cậu đó. Anh Hiếu hả ba? Con tính sao? Tính gì ba? Con thấy anh tốt bụng, nhiệt tình. Con nhờ cái gì anh cũng giúp đỡ mình hết á. Nhưng gia đình của cậu ta không có gốc gác gì hết. Cả nhà lại làm việc ngoài bến. Ba sợ rằng ba à, con có tiếp xúc với hết người trong gia đình ảnh rồi. Ai cũng hiền, dễ thương lắm đó ba. Con chỉ tiếp xúc bình thường thôi. Đụng chuyện thì mới biết như thế nào con à. Thôi, con trả tiền cái xe cho cậu ta đi. Đừng có gặp gỡ nữa, sẽ gây phiền về sau lắm. Nhưng mà ba à, tốt nhất á, con không nên dây dưa. Có tình cảm rồi khó dứt lắm. Nghe lời ba đi. Thì con thấy cũng khó dứt rồi đó. Em ăn đi.
ăn cho nhiều vô đi. Anh Tuấn, tại sao anh lại như vậy? Như vậy là sao? Là tốt với em á, là có cảm tình với em á. Tại vì anh muốn anh về. Người ta thường nói tình yêu có lý lẽ riêng, không giải thích được. Nhưng anh giải thích dễ lắm. Em là một cô gái xinh đẹp. Em đâu có xinh đẹp đâu. Đúng là có rất nhiều cô gái xinh đẹp hơn em. Đàn ông mà, ai lại không chuộng cái đẹp. Vậy thôi em về nha. Nè. Thôi, em ngồi xuống đi. Bây giờ anh mới phát hiện là em nóng tính đó nha. Anh mới nói giỡn có một câu là đã giận rồi. Anh nói đi. Nghe anh nói nè. Có phải ý em hỏi là tại sao nhà em như vậy mà anh vẫn thương em, có đúng không? Em có thấy mấy cô gái hiện đại bây giờ không? Thì sao? Thì em biết mà. Mấy cô gái rất xinh đẹp, giàu có lại sành điệu nữa, nên em mới thích. Em sai rồi. Thực ra trong số các cô gái sành điệu, nhiều khi trong đó lại có một số thành phần lao động phổ thông giống như em. Họ cố tình tạo ra vẻ bề ngoài. Các cô ấy thích chân diện, son phấn và đua đòi. Các cô ấy đi săn lùng những người đàn ông giàu có, và cũng sẵn sàng trả giá để có tiền mà ăn chơi. Nhưng họ không được như em khác xa họ. Em chăm chỉ nè, chịu cực thì cầu tiến nữa, như vậy là khác xa rồi đó. Em biết không, anh thấy cái cách em biếm mâu viết chữ. Theo em đi gõ cửa các công ty để mà xin làm công nhân. Anh lại càng quý em nhiều hơn đó. Em đừng so sánh với họ để rồi mắc cỡ hay là mặc cảm. Còn một điều nữa rất là quan trọng. Điều gì hả anh? Trước khi quen em, anh đã từng quen rất là nhiều cô gái. Vậy hả? Em đừng có hiểu lầm. Ý anh là họ chỉ là những người bạn, nhưng chưa có ai biết được anh cần gì. Ý anh là sao? Có nhiều lúc anh tự nghĩ, nếu có ai tình nguyện giặt giớ cho anh, cảm thông với khuyết điểm này, thì người đó sẽ là tri kỷ của anh. Giặt giớ hả? Em cũng giặt cho anh rồi mà, anh biết mà. Vậy mà có những điều đơn giản như vậy, nhưng không phải ai cũng làm được đâu. Nhưng mà em làm được mà. Rồi bây giờ anh muốn đồng hành với em. Em đồng ý nha. Nhưng mà em chỉ sợ là... Mận à, anh biết là gia đình em sống như thế nào rồi. Nhưng anh nghĩ anh là người làm việc chăm chỉ, em cũng vậy, chúng ta sẽ có tương lai tốt. Mận à, em đồng ý rồi đúng không? Vậy thì giờ em chuẩn bị tinh thần về nhà ra mắt ba mẹ anh nha. Liền luôn hả? Chứ sao nữa. Nè, em muốn chờ đợi gì nữa? Em đó, quá tuổi lấy chồng theo luật pháp rồi. Nhưng mà có nhưng gì nữa. Quyết định vậy đi. Con với ông ngoại tưởng gì với mấy anh đi biệt xứ rồi. Hai ông cháu cứ buồn hoài. Không ngờ bây giờ được gặp lại, con với ông ngoại mừng lắm. Gia đình vậy đâu có đi đâu xa. Mấy đứa nó cũng chạy qua ngó chừng hai ông cháu hoài đó chứ. Nhưng mà sợ ông ngoại thấy nên không có dám vô. Hôm rồi á, nghe tin con bị bệnh,
Thằng Trọng nó mới quản, nó về nó báo. Con khỏe như vậy là tốt rồi. Từ bữa tới giờ cả nhà lo cho con quá. Hôm trước anh Hiếu với Mận vô thăm con, con nhìn không muốn ra luôn á. Mận lớn lên xinh gái quá trời. Anh Hiếu thì chững chạc, đàn ông. Gì, ảnh có bạn gái chưa gì? Ôi, đang ngắm nghía nhỏ nào á. Thấy tối ngày hát hò rồi cười một mình hoài hà. Nãy tụi nó đòi vô thăm con, mà dì nói thôi để về nhà đi rồi muốn qua chừng nào qua. Chứ vô đây làm chi chó rộn. Dạ. Thôi để anh đi kêu xe taxi ha. Dạ. Đợi tôi chút xíu nha. Dạ. Con thưa ông. Ờ. Phương, con có kêu xe tới để đưa ông với Phương về. Gia đình ông đông người lắm, chiếc xe này sao đủ đi. Ờ, ba ơi, ba với bé Phương về trước đi, con với anh Trọng phải đi làm hả ba? Vậy mình về nha ông. Vậy ba về trước nghe. Dạ. Dạ, vậy thôi, thưa dì con về. Đi Phương. Em về nha. Đi thôi. Phương, em nhớ giữ sức khỏe nha, uống thuốc đều nha. Dạ, em biết rồi, thưa dì con về. Về con. Đó, chỗ này. Mai mốt cô cứ ra đây bán. Móc đồ lên đi. Nè, hai người đó giờ bán ở đâu chưa vậy? Hay là mới ra đây? Dạ, chào chị, chào anh. Em mới ra bán ngày đầu tiên à. Hồi đó giờ em đi học không à. Vậy? Sinh viên hả? Sinh viên mà ra đây bán? Gan dữ vậy hả? Có gì không chị? Không có gì hết trơn á. Hả? À, ra ngoài lề đường bán á, không có dễ ăn đâu nghe chưa. Công an nó hốt, rồi cô hồn các đảng nó quậy. Phải biết lấy chỗ nào hàng đẹp và rẻ, bán cho khách lần sau người ta mới mua nữa. Nhiều chuyện lắm, nhắm bán nổi không? À, dạ, dạ nổi, nổi. Em sẽ cố gắng, có gì anh chị cho em với nha. Thôi, nói vậy thôi, đi bán đi. Em hết hồn mà. Thì cũng được, nhưng mà phải tập thể dục nhiều nhiều nghe. Ủa chi vậy chị? Để lỡ mấy ông trật tự đô thị xuống dọn dẹp thì ôm hàng chạy có cờ, siêu siêu ểnh ểnh chạy không lợi mấy ổng á, là mất trắng như chơi hà. Mấy ổng lấy sạch không còn một món luôn. Dạ em biết rồi, cảm ơn anh chị. Mua gì chị? Ấy, có khách kìa. Bà con ta mua gì? Chị lựa đi, hàng mới không đó, đẹp lắm đó. Chị mặc xe nào? Chị mặc xe S. Cái này đúng sai chị luôn đó chị. Cái này nhiêu tiền? Mới vừa dọn ra có người hỏi. Dạ, cái này em tính chị 90. Thì bớt đi tôi mua cho. Rồi, em bớt chị luôn, 80. Mở hàng á. Thôi được rồi, tôi lấy cái này. Dạ, bán mời hàng chưa? Dạ. Anh, nói vô đi. Gửi em nè. Dạ đây. Em cảm ơn chị. Chị ơi, em thối tiền. Cảm ơn nha chị. Dạ, cảm ơn chị. Dạ rồi. Có gì ghé ủng hộ tụi em nha. Cảm ơn chị. Hả? Trời ơi, bán được rồi đó. Thấy chưa, tôi nói ra đây bán được là bán được mà. Ôi, bán được rồi. À, tôi vô. Dạ. Gì chị? Đừng nói mới mua mở hàng em trả nha. Không. Tôi thấy rẻ nên tính mua thêm một cái nữa mà. Còn gì hả? Đây nè chị. Lửa. Chị lửa đi chị. Nè. Kiểu này á, nhiều màu lắm á. Màu xanh nè. Màu đỏ nè. Nè chị, cái màu này sáng da lắm nè chị.
Con nhỏ này coi vậy mà hên ghê ta. Đúng rồi. Mới dọn ra có người mở hàng rồi. Bởi vậy dọn ra có người mua luôn. Cái xanh, chị lấy cái xanh. Dạ. Bán được. Anh lấy đồ gói đi. Tôi lấy cái này nè, để mình gói. Cảm ơn chị nhiều nha. Cảm ơn chị ủng hộ em. Chắc em bán đắt lắm á. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Xả xuôi, xả xuôi. Xả xuôi. Trời ơi, hai cái luôn. Đúng rồi, xả xuôi. Trời ơi. Giờ ly nước uống bà ơi. Đây đây đây. Tôi thấy ông về tới là tôi làm liền nè. Mệt đứt hơi luôn à. Đây uống đi. Chạy gần tới Long An. Thầy nói trời nắng. Nắng như bà phóng da luôn à. Nè bà cất đi. Trời ơi. Chạy tới đâu mà nhiều tiền dữ vậy ông? Bình Chánh. Gần Long An luôn á. Mệt muốn tắt thở. Nắng gì mà nắng muốn cháy da luôn à. Chạy thấy tiền nhiều vậy thì ham thiệt. Nhưng mà ông nè, thấy ông mệt vậy thôi, mai mốt ông nhận mấy cái mối gần gần đây thôi. Chạy gần thì được bao nhiêu đâu. Đi xa mệt. Nhưng mình đi chuyến nào đáng chuyến đó. Mình góp được bao nhiêu rồi bà? Cũng lâu rồi mà trả tiền lời không à. Tiền vốn là còn hơn 10 triệu. Kệ, đi cũng hơn nửa đường rồi. Hồi đó mình ra bạc 25 phải không? 25? Đóng hoài. Vậy mà cũng còn hơn 10 triệu. Đúng là mình cày mà nuôi tụi nó mà. Thôi kệ, lúc thắt ngặt mình cần phải chịu chứ biết làm sao giờ. Mấy má con lượm cũng đi cày ngày cày đêm nữa chứ. Được bao nhiêu là tôi gom để trả hết mới xuống được nhiêu đó đó. Như người ta hả, tiền lời nó đội lên mấy nấc luôn. Xuống là còn có ngày trả xong. Thôi, có mặt má con đó, bà đừng có than nha. Má con nó buồn tội nghiệp. Tôi biết rồi. Ông ngồi ông uống nước đi, tôi dọn cơm cho ông ăn nha. Thôi, để lát nó đi. Tôi đi rửa mặt cho má cái đã. Sao? Bữa nay có tiền không? Hay là thiếu nữa? Thiếu nữa là chồng lên vốn tính lời đó. Có rồi. Làm gì dữ vậy? Nè. Thôi đưa đây tôi đếm cho rồi. Cái gì vậy? Đó đó, cái này dư nè. Đó. Đủ rồi, dư cái gì? Đó, đó. Ở đây có tiền, thử đi nhậu với mày. Dạ, này, cảm ơn anh. Chặt cái trái dừa gì mà xấu quá. Trời, cái trái nó lục chứ phải tại con. Đi lại mày. Coi nè. Má. Con đi đây chút nha. Đâu vậy? Tối đừng chờ cơm con. Con nè má. Con đi nha má. Nó đi đâu vậy? Anh hai á, có bồ rồi đó. Có không? Có. Anh ba. Anh hai á, anh đi với bồ rồi. Hôm nay anh có qua thăm chị Phương không? Em đi đi. Ủa sao vậy? Sao vậy? Sao không đi vậy? Bận gì hả? Tối nay anh rảnh mà. Qua thăm chị Phương đi. Đi với em. Nè bận. Dạ. Con qua bên Phương mình đi. Nó nhắc con á. Trọng mai mốt đi cũng được. Nhưng mà ngày nào anh cũng qua chị Phương mà. Thôi. Con qua bển đi. Đi đi. Vậy giờ con chạy qua bển luôn nha. Ừ. Vậy em qua thăm chị Phương trước nha. Đi con cho đi rồi má. Đi ở đó nói hoài. Trọng. Trọng. Dạ má. Dạ ông phụ má. Dạ. Bán được không? Gì vậy? Tôi đang dọn hàng hay anh làm gì vậy? Đã phụ em thôi, em làm gì vậy? Tránh ra đi, gì vậy?
Trời ơi, làm gì đó làm. Đó của em, nói em cho nó cơ hội đi. Cua cái gì tự đi, tôi đang dọn hàng hay anh làm gì vậy? Cái... có gì đâu. Chuyện gì vậy? Tụi mày làm gì vậy? Nhớ bớt cho em nha. Cái con đen vậy. Sao mày? Tao đến tao phụ người yêu tao, mày làm gì ghê vậy? Vậy hả? Ờ. Hai thằng bay, đứa nào người yêu của cổ? Tao. Anh Hiếu. Thôi anh Hiếu. Anh lộn sao? Hả? Anh Hiếu. Quay cái gì? Mày đánh tao. Mày còn nói hả? Ôi cha. Ôi cha. Mày gàn quá hả mày? Mày là con nợ mà mày dám quánh chủ nợ. Sao mày gàn quá vậy? Mày là cái thứ đòi nợ mướn. Chủ nợ nào mày? Mà chuyện nào ra chuyện đó. Thiếu nợ tao trả, quậy tao xử. Bây giờ sao? Hả? Bây giờ mày muốn ở đây quậy hay là biết? Mày có gì đâu mà sợ? Không sợ. Nó chưa có chồng. Tao có quyền cô nó. Mày làm gì tao? Làm gì mày hả? Anh Hiếu. Hả? Làm cái mặt mày chứ làm cái mày hả? Hai anh, hai anh. Chỗ em buôn bán, hai anh làm ơn đừng có quậy giùm nha. Dạ, dạ, em người Việt Nam mà. Hai anh thông cảm. Em người Việt Nam mà anh. Hả? Mày nghe mày. Mình coi chừng. Ê, 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 ê. Mới chị, mấy cái áo là chị gì chị? Chị lựa tự nhiên đi, áo đẹp lắm á. Em dạ, có đủ size, đủ màu hết á dạ, chị. Em thích cái này nè, nhưng mà rộng quá, chị sửa giùm em được không? Em không có biết sửa, nhưng mà... À, em có biết một chỗ sửa đẹp lắm, em chỉ cho chị nha. Thôi, tưởng chị sửa được thì em mới mua, chứ đem cho thợ sửa còn tốn thêm tiền nữa, em không mua đâu. Ủa? Chị. Ê bà. Chị. Bà biết mấy thằng đó là ai không? Ở nhà em có máy may mà. Không rành. Má em may, chứ em không có biết may. Mấy chị ở trong xóm nhờ sửa, còn hư tới hư lui đồ của người ta. Nhận đại hả? Lỡ mất khách rồi hư cái áo luôn. Chứ giờ để khách tới đi vậy uổng quá. Em, hay là anh có nhỏ em gái, nó thích học may lắm. Thì để anh kêu qua, nó học sửa thử coi sao. Được không? Thì phải thử mới biết chứ. Em ăn uống gì chưa? Để anh chạy đi mua gì ăn ha. Ba mẹ. Con làm gì như gà mắc tóc vậy? Có chuyện gì hả? Dạ. Con tính thưa với ba mẹ một chuyện. Đàn ông con trai có gì thì mạnh dạn mà nói. Ba mẹ, con muốn dẫn bạn gái về để ra mắt ba mẹ. Trời ơi, tưởng gì. Tuổi của con á, mà bây giờ mới có bạn gái là trễ rồi đó. Nè, con dẫn bạn gái về ra mắt ba mẹ đi. Dạ. Nhưng mà con ngại. Tại vì gia đình bạn gái con là dân lao động nghèo. Lao động nghèo thì sao? Gia đình mình đâu phải là đại gia. Mà ba mẹ đâu có tiêu chí chọn con dâu môn đăng hộ đối đâu con. Dạ mẹ. Nè con... nghèo giàu gì á, ba mẹ không có quan trọng. Miễn sao cô gái đó tốt, chăm chỉ và thương con thật tình là được rồi. Dạ. Vậy hả mẹ? Ba mẹ, vậy con sẽ sớm dẫn con dâu tương lai của ba mẹ để về nhà ra mắt sớm. Dạ thôi, ba mẹ con thương Vi tiếp đi. Con đi đây. Dạ thưa ba mẹ con đi. Trời ơi, tôi tưởng nó theo trào lưu không thích phụ nữ nữa chứ. Không nè. Bữa nay bạn cũng ổn ha. Thôi, vô nhà đi. Anh về nghe. Cảm ơn anh nha. Từ mai á, anh khỏi cần ra. Em bán một mình được rồi. Khổ ghê á. Biết là tự bán mình được nhưng mà để quản mình không yên tâm. Thôi anh về đi. Em vô được rồi. Anh về nha.
Dạ, chào bác. Cậu à, cậu vô nhà nói chuyện tôi một chút. Dạ, con ngồi đi. Dạ, con đứng được rồi bác. Cậu quen con Di bao lâu rồi? Dạ, mới quen. Nhà cậu ở đâu? Dạ, con bên xóm cây bàn. Ba cậu làm gì? Dạ, ba con chết rồi. Con sống với má con với lại ba má hai con. Họ làm nghề gì? Dạ, ba hai con thì chạy xe ôm. Còn con với thằng em kế con thì làm bốc vác, làm mướn. Có khi chạy xe ôm, làm hồ, làm đủ thứ hết. Ai mướn gì làm đó miễn có tiền. Rồi má con với nhỏ em út con thì bán dừa ngoài bến. Còn má hai con thì bán cà phê trong xóm á, ngày cũng được mấy chục ly cũng đỡ. Dạ, con thì nhà con mình con biết được mấy chữ à, còn em út con nó mới học lớp 1 à. Dạ, rồi con nhớ được nhiêu đó. Tôi là một thầy giáo về hưu. Dạ. Con tôi là sinh viên đại học, mặc dù hiện nay nó bỏ giữa chừng. Cha con tôi không giàu có gì, có thể được gọi là nghèo. Nhưng điều tôi mong mỏi là con gái tôi có thể gặp được một người tử tế, có học thức, để nó có chỗ mà nương tựa. Chứ cậu cứ lẻo đẻo bên cạnh nó hoài thì ai mà dám tới với nó chứ. Tôi mong cậu, kể từ hôm nay về sau, cậu đừng quan tâm tới nó nữa. Hãy để cho nó yên. Dạ, con xin lỗi bác vì con tới với Di mà chưa có được sự đồng ý của bác. Nhưng mà con thương em Di thiệt lòng bác à. Ừ. Dạ, con biết là con nghèo hèn kém cỏi. Di xứng đáng phải gặp một người tốt hơn con. Nhưng em, anh xin lỗi nói điều này mà chưa hỏi ý kiến em nha. Bác, con muốn cưới Di làm vợ. Hả? Anh nói gì vậy? Cậu đúng là người không tự biết mình. Cậu ra khỏi nhà tôi đi. Ba, ba ơi, ba bình tĩnh đi ba. Dạ, ba ơi. Anh đi về đi. Lúc khác nói chuyện. Đi đi. Dạ em về nha. Nhưng mà anh hỏi ý em rồi đó, thì mai nhớ trả lời nha. Cậu đi đi. Ba. Ra khỏi dạ, nhà tôi. Dạ, ba dạ. Ơi, ba bình tĩnh đi. Mà con thấy cậu đó làm sao? Con thấy cậu ta có vẻ rất chiều chuộng bé Phương. Mà bé Phương nó có thích cậu đó không? Con không biết nữa. Nhưng mà dù sao thì con cũng nên đứng nhìn từ xa thôi. Má không biết nên khuyên con như thế nào. Gia cảnh nhà mình ngặt nghèo quá, dính vô lại làm khổ người ta. Má biết là con quyến luyến bé Phương từ nhỏ, tới bây giờ cũng không dòm ngó tới đứa con gái nào hết. Nhưng mà... Thôi, má đi ngủ đi. Tình cảnh nhà mình nói tới chuyện tình cảm có vẻ xa xỉ lắm. Má! Má ơi! Má ơi! Má ơi trời, má ơi, má ơi! Gì vậy? Bữa nay con trai má giỏi quá má ơi. Ui dạ. Trọng. Ui dạ. Ăn mừng em. Ăn mừng. Gì vậy? Vô làm đồ ăn mừng. Cái gì? Má. Cái gì vui dữ vậy? Trời má ơi. Cái gì? Mày nói coi. Hồi đó giờ công tình hồi hộp chuẩn bị bao nhiêu lần không dám nói. Không biết bữa nay ông bà độ sau đó nói cái rột. Mà nói luôn với phụ huynh mới ghê chứ. Trời nói ơi. Cái gì? Mà nói cái gì? Má không hiểu gì hết trơn trời á. Con thương nhỏ gì? Mấy lần con tính nói với nó là con thương nó mà không dám nói. Rồi có mấy lần nữa con tính nhào vô xin vào tía nó là cho con với nó tới với nhau mà cũng không dám xin. Tự nhiên bữa nay đạp trúng cái gì, nói cái rột luôn. Trời ơi, lúc ông đang quạng mà nói cái ông đồng ý luôn, má thấy ghê không? Ủa khoan. Dạ. Di là đứa nào? Thì con Di là nhỏ đẹp đẹp ở bên. À không, Di là cô gái xinh gái bên xóm cái dừa nè. Học đại học hẳn hoi nha. Ê, ông già làm giáo viên hẳn hoi nha.
nhưng mà về hưu rồi. Rồi sao? Tức là con thương nó đúng không? Không, con nói với cổ là con muốn cưới cổ làm vợ. Anh hai à, tình cảnh nhà mình bây giờ bi đát lắm. Bây giờ anh muốn cưới vợ ngang vậy, tiền đâu cưới anh hai? Thì tiền đó đó. Tiền nào? Thì tiền má giữ. Hồi đó giờ mình đi ăn đêm bao nhiêu má để dành má giữ hết. Thì giờ anh cưới vợ lấy ra xài. Đâu có được anh hai. Anh nói cái gì vậy? Tiền đó chết sống gì cũng không được đụng tới. Má nói tiền đó phòng kia cần làm giấy tờ tùy thân cho mình. Anh biết gia đình mình còn phải đối đầu với biết bao nhiêu là chuyện. Nhưng mà bây giờ anh cưới vợ là chuyện quan trọng, chuyện đại sự. Không sai khi nào mới sai. Anh hai nghĩ lại đi. Lúc trước đám ma thằng Nghĩa, má cũng phải đi vay tiền. Tới bây giờ cái số nợ nó vẫn còn và chưa trả được. Tại má. Chuyện đó vậy không đem ra xài. Hết chuyện đi vay tiền, giờ trả tiền lãi rồi ngồi đó la làng. Người ta nói gì? Thứ nhất cất nhà, thứ nhì cưới vợ. Không lẽ giờ má muốn con má ở giá hoài hả? Anh mày cưới vợ dứt khoát không vay tiền. Má, bản thân má biết chuyện gì nên sai, chuyện gì không nên sai. Anh hai đừng có đòi hỏi. Má coi kìa, nó nói hổn với con vậy, con đòi hỏi gì mà nó nói con vậy? Tôi chưa từng hổn với anh. Tôi nói anh đòi hỏi nhưng tôi không thích anh đòi hỏi. Con cưới vợ là lý do chính đáng mà. Tôi không thích anh đòi hỏi. Im đi. Hai đứa tính đến thân quyền cái xóm này hả? Má biết là tụi con sẽ đến lúc lấy vợ lấy chồng. Đứa nào thành gia lập thất cũng là chuyện trọng đại hết. Nhưng con phải luôn nhớ hết tình cảnh nhà mình. Cả nhà mình làm mướn ngoài bến, tiền thì lúc có lúc không. Bây giờ dung tiền ra làm đám cưới cho con rình rang lên, thiên hạ người ta nhìn vô, có phải là người ta không đánh mà mình khai không? Thì mình nói tiền đó mình vay, ai biết? Má không phải nói mà là má đi vay thiệt. Má, con cưới vợ nếu được má mừng, con cứ tiến hành. Còn chuyện tiền bạc má sẽ thu xếp sao cho ổn thỏa. Nhưng má nói trước, sẽ không rình rang đâu nha. Nếu bất kỳ ai biết là mình có tiền, cả nhà mình sẽ không sống yên được đâu. Giang hồ sẽ thăm hỏi, công an cũng không bỏ qua. Nhớ đó. Dạ. Mà nó có thương con không? Con không biết, mà con nghĩ chắc là có. Nó nhận lời chưa? Chưa nói gì hết. Trời, vậy mà lập quá lên. Nếu như nó từ chối thì má không bàn. Nhưng nếu nó ưng con, mình cũng phải tính sao cho nó đừng bị thiệt thòi quá. Mà lập cho đúng thì mình sẽ bị lộ. Má không biết tính sao bây giờ. Con không biết. Giờ mà tính sao tính? Dứt khoát con phải cưới được vợ. Anh hại quá đáng lắm.
dây lại đi con. Bên đây nè. Tụi con ở đây nha. Má lên chợ mua chút đồ ăn. Dạ. Dạ. Hiếu. Dạ. Con ở đây, con ngồi trên mũi thuyền. Nếu thấy có người thì ho cho má biết. Không được đi qua đó, nhớ nghe chưa? Dạ. Tiền ở đâu mà mua cháo với bánh mì vậy con? Má, nè, hồi hôm qua anh hai chậm tiền của cái sổ cá của mình á. Hiếu. Dạ. Tại sao vậy Hiếu? Hôm bữa má cũng làm vậy mà. Con xin lỗi má. Trầy một đường dài, không có trét nhớt lên được, sợ bị nhiễm trùng. Chiếc ghe này có tiền, bỏ qua thì uổng lắm. Nhà mình hết gạo rồi, tụi con làm chuyến này thử có sao nghe. Má, mà chiếc nhớt chi vậy má? Cái này là để ngụy trang và phòng thân,
xuống nước sẽ ấm hơn, con bơi nhanh hơn. Mà khi hành sự trên ghe, người ta có bắt được mình thì tụi con cứ chạy đi, nhớt trơn, người ta không có giữ được mình, như con cá da trơn vậy đó. Hèn chi má chữ nhớt quá trời. Chiếc ghe đó hồi chiều má chỉ cho tụi con rồi đó. Có cái tủ bự lắm, nhưng sát chỗ nằm tụi con đừng có lại gần. Mà vợ treo cái giỏ sách trên cái đồ mắc áo, tụi con lấy cái giỏ sách thôi. Nhớ nhanh tay đi nhẹ nhàng, khi bị phát hiện thì phóng thẳng xuống nước rồi bơi vô, má sẽ đón tụi con nha. Dạ. Dạ. Được chưa má? Xong rồi đó. Tụi con xuống nước đi, nhớ bơi theo dòng sẽ đỡ mệt hơn. Cẩn thận đó. Má xin lỗi, má xin lỗi đã đẩy tụi con vô tình cảnh này. Con phù hộ cho gia đình mình sớm bình an nha con. Vô đi. Vô đi. Đến đóng cửa cái. Đi, đi vô nhà. Sao tay em run dữ vậy? Nè, nghe lời anh nha. Hít thở sâu vô, thở ra. Sao rồi? Có đỡ hơn không? Ừ. Trời ơi. Chứ không mà. Bây giờ đã tới nhà rồi đó. Trước sau gì cũng phải vô thôi, đi. Ba mẹ ơi. Ba mẹ. Dạ, thưa ba mẹ. Gì đó con? Ba mẹ. Con giới thiệu với ba mẹ, đây là Mận, bạn gái của con. Dạ, cô chào hai bác. Hai đứa ngồi xuống đi con. Dạ, ngồi xuống đi. Bác nghe anh Tuấn nói gia đình con sống ở bến tàu phải không? Dạ. Gia đình con ở đó lâu chưa? Dạ, cũng lâu rồi. Trước đây gia đình con làm gì? Ở đâu? Dạ, hồi đó gia đình của con sinh sống ở trên ghe. Rồi lúc mà anh ba con bị bệnh, má con bán cái ghe rồi đi lên bờ. May mà gặp gia đình của ba má hai cho tá túc cho tới giờ. Vậy là gia đình con ở nhờ thôi hả? Dạ. Ở nhà con có biết nấu nướng gì không? Dạ con biết. Con gái thì phải biết nấu nướng, việc nhà phải biết dán khéo thì sau này mới trông coi gia đình được. Dạ. Thôi con ngồi chơi nghe, để bác đi xuống bếp. Dạ, để con phụ bác nha. Phụ hả? Nè, con xuống lặt rau giùm bác đi, rồi bác xuống bác nấu nha. Dạ. Ba mẹ, để con đưa Mận xuống rồi con phụ Mận luôn nha. Dạ. Đi. Anh. Vô đây. Bữa giờ ông có làm cho bà Tám không?
Ơi cũng lai rai bà ơi. Ờ bên đó nhiều hàng về lắm á, tranh thủ qua phủ quả. Thiếu quà chán ghê, đã được lắm luôn á. Khách khứa gì kêu cà phê 3-4 lần mới trả tiền một lần. Hàng xóm kiểu này thấy không ham mày đó. Nhà cha kỳ phải không? Thì đó đó chứ ai. Bởi vậy cha đó kỳ cục lắm á. Chị gây với trả hoài á. Thôi hai ơi, miễn sao có trả tiền được rồi. Khách có người dày người khác gây làm chi. Ờ hai ơi, hả? Mình còn nợ tiền nhiều không? Ờ còn 9 triệu. Xuống được tới đây là cũng mừng lắm rồi á. Ừ. Trái trời sao mà từ giờ tới cuối năm trả được bức nợ đi. Qua sang năm á là bắt đầu để dành tiền cưới vợ cho thằng Hiếu. Ờ. Thằng Hiếu nó muốn cưới vợ dữ lắm rồi. Cô nói thằng Hiếu muốn lấy vợ hả? Dạ anh hai. Nó nói nó quen con Di gì ở bên hẻm cây dừa á anh hai. Ờ bây giờ tụi tới tuổi lấy vợ lấy chồng hết rồi. Nhớ hồi đó đó, mấy má con cô ở Phiêu Bạc tới đây thấy thương quá. Tha hồ mà làm. Bà cứ yên tâm, tụi nhỏ không phải sợ thất nghiệp nữa. Đợt này công việc cũng nhiều. Ngày đó nếu má con em mà không gặp anh chị hai, không biết giờ này trôi nổi phương nào rồi. Ngẫm lại thấy má con em có phước lớn. Ai da, ai da, đau con người ráng lên con. Quá đau quá. Ai da, có ai không muốn con từ giới. Đau quá. Anh ơi, có chuyện gì vậy con? Muốn con từ giới. Nó bị đau bụng, nó không biết phải làm sao hết. Giúp giật từ giới. Anh ơi, bệnh viện có gần đây không anh? Thôi được rồi, cô cổng nó lên xe đi, để tôi chở đi bệnh viện cho. Dạ cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm. Ở đây đâu có ai đâu. Dạ, ráng lên con. Ráng lên con ơi. Lên lên. Cẩn thận con. Ây da. Ráng lên con ơi. Cô đứng đây chờ tôi chút nha. Dạ. Em ơi, em ra đây. Cái gì vậy? Từ từ đi. Chuyện gì? Con cô này bị bệnh, cần tiền mổ liền, nếu không nó sẽ chết. Bây giờ em coi nhà mình còn bao nhiêu tiền cho cô mượn đỡ đi. Trời đất ơi, anh nghĩ sao? Nhà mình có khi nào có tiền đâu mà còn với hết. Nhưng mà cô này là ai mà sao tự nhiên anh kêu em á cho cổ mượn tiền vậy? Dạ, không giấu gì chị, em ở dưới quê lên thành phố tìm việc làm. Con em đã bị bệnh, mai mà có anh đây giúp đưa đi cấp cứu giùm. Nhưng mà tại em không có tiền, em nhờ anh chị giúp giùm con em với. Nhưng mà cô cần bao nhiêu tiền? Mấy triệu lận. Hả? Mấy triệu? Ừ. Trời, anh gan quá vậy. Mấy triệu mà anh kêu hỏi em. À, hay là bây giờ á cô đi qua bên Sáu Béo hỏi nó còn sao. Nhưng mà họ có tính lời nữa đó. Ờ, chị. Trời, chị làm ơn em mượn tiền để cứu con em. Em lại chị. Chị giúp con em. Đời này kiếm này em ăn hơn. Cô đứng lên đi. Cô đứng lên đi. Kể cái gì? Đi, để tôi dẫn cô đi qua bên Sáu Béo. Đi, đi đi. Dạ. Đi cô, dạ, anh ở nhà nha. Chị. Bơi đó mà gần 20 năm rồi, lẹ thiệt nha. Để đỡ cho cô. Dạ, nó được mổ rồi. Mai mà em gặp được anh chị giúp. Bác sĩ nói nếu mà trễ một chút xíu nữa là không có cứu được đâu. Được vậy cũng mừng. À, mà chừng nào nhỏ nó được về vậy? Bác sĩ nói mổ ruột thừa không có nặng lắm, chừng nào giúp mổ ổn định là sẽ được về. Vậy tôi cũng đỡ lo rồi. Hôm bữa mẹ con cô làm tôi sợ quá. Em sợ muốn chết theo nó luôn đó. Mấy đứa con em có làm phiền anh chị không? Thôi, nhà này xưa giờ á vắng quen như cái chùa vậy đó. Có tụi nhỏ ở đây rần rần vậy mà vui, không có gì đâu cô ơi. Ừ. Mà chồng tôi á là thương binh, cho nên vợ chồng tôi không có con có cái gì hết trơn á. Có tụi nhỏ ở đây ổng vui lắm. Nhưng mà tôi sợ mai mốt cô với tụi nhỏ mà đi á thì nhà càng buồn hiu nữa. Chỉ có những người đồng cảnh ngộ mới thông cảm với nhau. Hồi đầu anh chị còn lấy tiền thuê nhà, riết rồi không thèm cho thuê luôn à.
thì tuổi nhỏ nó xào quần trong nhà riết rồi coi như con cháu của mình rồi. Lấy tiền nhà của tụi nó coi làm sao được. Em có phước, có một bầy con ngoan lại có hiếu. Tôi với ông tự nhiên được hưởng phước lây à. Tưởng là hai vợ chồng hiu quạnh tới lúc cuối đời. Ai già trời cho một bầy con đi ra đi vô cái nó kêu bằng ba bằng má. Ta nói nghe mát ruột vậy hả? Cô nói thằng Hiếu mới lấy vợ hả? Dạ. Vậy con Di đó ở hẻm cây dừa phải không? Dạ. Nó có nói nhà nhỏ làm gì không? Em nghe thằng Hiếu nó nói đâu là ba con Di là thầy giáo về hưu. Rồi con Di... Tôi biết rồi. Tôi chạy xe ôm qua hẻm cây dừa hoài tôi biết mà. Hay chà, cái ông già nó khó chịu lắm á. Ủa vậy hả? Nghe nói là con nhỏ kia học đại học gì đó. Mà sao lại thương Hiếu cả? Thằng Hiếu nó nói là nhỏ nó nghỉ học đi bán quần áo ngoài chợ đêm rồi. Lúc này thằng Hiếu nó vắng nhà hoài là đi bán phụ với nhỏ đó đó. Vậy coi mồi tụi nó gắn bó với nhau nhiều lắm rồi đó. Dạ. Cô liệu coi sao cho tụi nó cưới sớm đi. Em cũng biết vậy chứ. Nhưng mà nợ nần nhà mình... Nợ nần cũng phải trả cho xong. Nếu chậm chút xíu có sao đâu. Gia cảnh cô vậy, thằng Hiếu nó có người thương á, là có phước lắm rồi. Đừng có để nó lỡ duyên toàn nghiệp nó. Nhưng mà không biết bên nhà gái á, có chịu ưng thằng Hiếu hay không. Thôi, được rồi. Để tôi chờ thằng Hiếu về, tôi hỏi rõ ràng coi nó là sao. Anh Tuấn. Ừ? Hình như ba mẹ của anh không thích em á. Anh nghĩ là không sao đâu. Lúc đầu ai cũng vậy mà. Từ từ em và ba mẹ gần gũi rồi sẽ hiểu nhau hơn. Vậy theo anh nghĩ ba mẹ của anh có đồng ý chuyện của tụi mình không? Ý kiến của phụ huynh chỉ mang tính chất tham khảo thôi. Quyết định vẫn là ở anh mà. Đừng khóc biết không? Nghĩa là ba mẹ anh không đồng ý thì anh vẫn cưới em đúng không? Em nghĩ anh có dám không? Em vậy mà anh còn dám yêu. Chuyện gì mà anh không dám? Vậy là em hiểu anh rồi đó cô bé. Mận ngon quá anh hai. Mấy mốt anh hai mua cho em ăn nữa đi. Anh hai đưa tiền cho em. Anh nghĩ cho em ơi. Chạy lẹ đi. Lẹ lên đi. Anh nghĩ leo lên cây hái mận. Ông ngoại la chăm đi. Cái gì vậy? Mận ở đâu vậy? Anh Nghĩa leo lên cây hái cái gì lượm. Trời đất, đứa nào bài đầu vậy? Thằng Nghĩa phải không? Dạ, tại Út Mận nó thích ăn mận nên con leo lên con hái. Con leo lên cây rồi có té thì sao? Chưa kể ông ngoại thấy con phá như vậy, ông ngoại đuổi ra khỏi nhà. Đi vô nhà lẹ lên. Mận nè, Mận. Em sao vậy? Em nhớ anh Tư quá. Chỉ vì em thích ăn mận mà anh Tư. Em đừng buồn nữa. Vậy đi, sau này anh sẽ trồng cho em một cái mận ở trong sân nhà. Chắc là anh Tư em cũng thích đó. Nè, dạ, con ngồi xuống đây. Bà nói chuyện với con một chút. Bà nói lại một lần nữa, bà không đồng ý cho con gặp cậu đó. Con có nghe cậu ta giới thiệu về hoàn cảnh của mình chưa? Nghe là muốn làm mệt rồi. Anh chỉ nghèo thôi mà ba. Nhà mình cũng nghèo vậy. Nhà mình cũng nghèo. Nhưng con không phải là người thất học. Con phải lấy người có học thức. Hiểu biết thì mới hiểu nhau được chứ. Còn nó thì sao? Chỉ mới biết mặt chữ à. Làm sao đây? Dạ, thì đúng là anh ít học nhưng mà cái gì anh cũng biết hết trơn á. Con cần cái gì con cũng hỏi anh hết đó ba. Như vậy là con đồng ý lấy nó đúng không? Con có biết là nó đang ở cái thành phần nào không? Con có biết là lấy nó về á, con sẽ khổ như thế nào không? Thì bây giờ mình cũng đang ở thành phần đó mà ba. Tại sao bà nói cái gì con cũng cãi hết trơn vậy? Bà nói rồi nghe, nếu nó còn theo con buôn bán nữa đó thì con nghỉ luôn, không đi bán gì hết, ở nhà. Ba, trời ơi, ở nhà rồi tiền đâu mà sống ba? Nếu vậy thì
ba sẽ đi bán với con. Trời ơi, ba ơi, ba nói vậy sao được? Ba quên là ba là giáo viên, mà bây giờ tự nhiên cái ba ra ngoài đường mà bán đồ dạo với con. Lỡ học trò ba đi ngang rồi nhìn thấy, người ta nghĩ gì hả ba? Ba, thật sự thì con cũng chưa có quyết định gì hết á. Nhưng mà nếu ba nói vì hoàn cảnh của ảnh mà ba không cho tụi con gặp nhau thì lý do đó con không chịu đâu. Dạ, đâu có ai á mà có quyền lựa chọn ba mẹ cho mình đâu. Quan trọng á là người ta biết vươn lên khỏi hoàn cảnh, người ta sống tốt. Chứ ba cũng biết rồi, con á nhỏ lớn đi học không à, giờ mới tập thành ra buôn bán nè, đủ thứ chuyện rắc rối hết. Không có ảnh á, con cũng không biết làm sao luôn. Có anh Hiếu bên cạnh á, con có cảm giác an toàn, con thấy được có người bảo vệ mình á. À, tới giờ con đi bán rồi. Thôi ba ở nhà nha, ba nghỉ ngơi nha ba. Ba đừng có ra ngoài lúc trời tối, sương lạnh lắm á. Con có nấu bình trà gừng ở trong bếp á, ba nhớ uống nha. Thưa ba, con đi. Suy nghĩ chưa? Nghĩ gì? Thì chuyện anh nói với ba em, cho hai đứa mình lấy nhau đó. Anh không thấy ba vậy sao còn hỏi gì nữa bây giờ? Thì anh hỏi em thôi mà. Nhưng mà giờ tụi em quyết định chuyện đó thử coi, em có đồng ý không? Em không biết nữa, em thấy hơi đột ngột. Mà ba thì... Anh muốn biết ý kiến của em thôi. Mà chuyện đó anh nói hổm rài rồi mà. Cũng từ bữa đó ba la em luôn á. Em thí dụ giờ em không gặp anh nữa, em có nhớ anh không? Mấy lúc đi bán đồ bán ế có nhớ anh không? Rồi thí dụ như giờ mà... Thôi không có thí dụ nữa. Biết em cần anh rồi mà. Rồi em có nói với ba giống vậy không? Không. Sao ạ? Em chỉ nói với ba đã ở bên anh, em cảm thấy có người che chở bảo vệ, em thấy an toàn thôi à. Anh thì mỗi lần làm việc mệt mỏi, chỉ cần nhìn thấy em là anh quên hết mệt, làm gì cũng không thấy mệt. Thiệt á. Nè, anh nói chuyện của mình với nhà anh rồi. Nhà anh biết hết rồi hả? Ừ. Để từ từ rồi má anh qua thưa chuyện với ba em nha. Có gấp gì đâu, giờ chỉ cần có người lớn đồng ý á, còn chuyện cưới xin á thì từ từ tính cũng được. Anh muốn nói với em chuyện này. Hiện giờ nhà anh đang thiếu nợ nhiều lắm, chắc qua năm sau mới trả xong rồi anh mới cưới em được. Mà anh thì anh muốn là phải yên tâm khi có em bên cạnh. Anh muốn tụi mình làm chuyện gì cũng phải có nhau, làm gì cũng phải đi bên nhau mới chịu được. Con có hẹn trước với Phương không? Dạ. Mày đừng có nói với ông là mày tạo cho nó sự bất ngờ nha. Dạ ngoại ơi, con qua con chơi với ông ngoại. Hiểu rồi. Dạ. Thôi ráng ngồi chờ nó đi nghe. Dạ.
Ông ngoại. Ủa sao về liền vậy con? Sinh nhật bạn con mà. Dạ tại ổng làm chuyện bất ngờ, con không có thích. Ông ngoại đã nói rồi, mà cái thằng đó nó không có chịu nghe. Con nhỏ này là nó không thích bất ngờ. Ủa chuyện gì mà em không thích vậy? Nghĩ sao á mà lôi em vô giữa đám bạn học, rồi nói em á là bạn gái, là người yêu. Khùng quá đi thôi. Cái thằng ấu thiệt, hèn chi. Rồi giờ nó đâu rồi? Dạ, ở lại đó với đám bạn, con bỏ về trước. Em nói ai? Thì ông Tùng lớp em chứ ai. Cái anh chàng mà anh gặp ở bệnh viện hôm trước đó hả? Dạ. Thì cái thằng đó đó. Nói nào ngay, ông ngoại biết là nó thích con bé Phương. Chuyện tình cảm mà phải để cho nó tự nguyện chứ. Khi không rồi tuyên bố ngang xương vậy, ai mà chịu hả con? Anh qua lâu chưa? Anh mới ngồi với ông ngoại một chút. À, hôm nay em thấy khỏe không? Em đỡ nhiều rồi, nhưng vẫn phải vô bệnh viện định kỳ theo chỉ định của bác sĩ. Bác sĩ có nói với ông ngoại, nó vô vài lần nữa rồi xét nghiệm lại, nếu mà kết quả tốt là coi như nó khỏi bệnh hẳn. Vậy là ông ngoại cũng mừng rồi. Dạ. Thôi hai đứa cứ ngồi nói chuyện nghe. Ông ngoại vô coi ấm nước. Dạ, để dạ. Con đưa ngoại vô. Thôi để anh đưa ông ngoại vô cho. Em ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Thôi tới đây được rồi, con ra ngoài nói chuyện với nó đi. Dạ. Sao từ bữa em xuất viện về tới giờ anh không qua thăm em? Thì anh bận. Bé Mận nói anh chỉ làm tới chiều thôi. Tối anh vẫn rảnh mà. Thì tối anh có qua đây mà. Tối nào anh cũng qua đây hết hả? Sao anh không vô nhà? Anh đứng ở ngoài nhìn vô. Nhưng mà thấy em không sao là được rồi. Em có qua thăm dì Lượm với ba má hai của anh. Dì Lượm nói dạo này anh buồn lắm. Anh sao vậy? Đâu có. Anh bình thường mà. Mà anh thấy cái cậu Tùng á, cũng quan tâm em lắm. Em biết, ổng quan tâm em từ năm nhất lận. Nhưng mà đó là chuyện của ổng mà. Sao lại vậy? Anh thấy cậu ta cũng tốt với em. Với lại khá giả nữa. Thôi, bỏ chuyện đó đi. Em không có thích nhắc tới ổng. Anh Trọng. Anh kể cho em nghe chuyện của anh đi. Anh có chuyện gì đâu mà kể. Anh có nhớ hồi nhỏ anh nói gì với em không? Mấy cái chuyện con nít đó hả? Nhưng mà anh có nhớ không? Nhớ. Em ngố quá hả? Không. Hồi đó hay bây giờ, em đều giống công chúa. Nhất là khi em mặc áo đầm màu hồng. Không hiểu sao hồi đó tới giờ em chỉ thích màu hồng thôi. Nhà em cứ ám ảnh về một cô dâu mặc áo cưới màu hồng. Rồi còn chú rể mặc áo vest màu xanh. Hồi đó chắc anh cũng ngố quá hả? Không. Lúc nào anh cũng tốt, cũng đẹp hết. Thank you.
anh chỉ qua hỏi thăm cô em khỏe chưa. Nhưng mà thấy em như vậy là anh yên tâm rồi. Thôi anh về nha. Làm gì nhìn dữ vậy? Giờ làm cách nào cho tôi đáp xuống đi, chứ mấy tôi bay lơ lửng vậy hoài chắc tôi chết quá. Tính đáp rồi phải không? Ừ. Nhắm mắt lại đi. Gì? Nhắm mắt lại thì đáp. Nhắm. Trời, gì vậy? Giật rau. Trời mà nhổ rau người ta. Hay quá. Dạ. Dạ anh chị uống gì? Cho ly cà phê sữa đá. Em dạ. Uống gì? Giống vậy luôn. Dạ. Nói thiệt đó, có nằm mơ anh cũng không nghĩ là có ngày được em chấp nhận. Thì tại anh Hiền, anh không biết là anh có những phẩm chất mà người giàu không có. Cái gì? Hiền nè. Hả? Hiền? Ừ. Cô người đầu tiên nói tôi hiền đó cô. Thì anh hiền trong lòng em được chưa? Thật thà nè. Rồi làm việc cũng hết lòng nè. Không suy nghĩ hay tính toán gì hết á. Em thấy là anh luôn nghĩ cho em, không cần biết em có đáp lại hay không. Anh nghĩ người giàu họ yêu em mà cũng vậy thôi. Anh quen với người giàu chưa? Chưa. Ừ, vậy cũng nói. Mấy người giàu hả, tính toán dữ lắm. Làm gì cũng có mục đích hết đó. Vậy hả? Ai mà yêu họ hả, thì họ lúc nào cũng nghĩ là mấy người đó yêu tiền của họ đó, biết không? Trong tất cả mọi chuyện luôn, làm cái gì cũng vậy, tính toán làm sao nha, không bị thất thoát, không bị tổn thất. Trời ơi, tài sản là cả tính mạng của họ đó. Ôi sao nói nghe rành dữ à? Cảm ơn chị. Sao không rành, quá dễ hiểu mà. Mấy người giàu ha, là người ta luôn nghĩ á, là mấy cô gái đó làm quen với họ để mà bòn rút tiền của họ thôi. Em nói thiệt á, em thấy á, ban đầu mới quen nhau hả, hào phóng, chi tiền ra đủ thứ luôn để lấy lòng. Tới chừng được rồi hả, là bắt đầu nha, chi ly từng đồng từng cách, tính toán. Đàn ông lại vậy á, không có ở được đâu nha. Ủa bộ bị rồi hả? Gì? Thì bộ bị rồi hay sao biết rành vậy? Nghĩ sao em bị, bạn em bị. Còn em á, thấy vậy á là tránh liền, ngu sao đâm đầu vô, đúng không? Thiệt luôn á, thà lấy người mà người ta nghèo tiền bạc mà người ta giàu tình cảm thì biết chia sẻ với mình, hơn á là sống với mấy người giàu có. Họ coi mình giống búp bê vậy đó. Vui á thì chân trong tủ, còn buồn á thì liền như thùng rác luôn. Trời, búp bê người ta phải đẹp chứ búp bê xấu quắc như bà ai mà thèm bơi. Nói gì vậy? Thôi giỡn mà. Tôi xấu cho mấy người đẹp à? Sao? Dậm cái đầu kìa. Đầu tôi sao? Đầu châm bơm. Nghĩ sao mà để cái đầu vậy mà đi cua gái vậy? Vậy mà cua được mới hay. À ha. Mà nói thiệt nha, mốt gì á, tôi vẫn đi tỉa cái đầu á, không có để cho cái đầu vậy đâu. Cắt tóc hả? Ừ. Rồi, ủa cắt tóc rồi không sợ tôi thay đổi hả? Thay đổi gì? Chứ nữa, tôi mà cắt tóc gọn gàng, xin lỗi giờ không tới lượt cô đâu nha cô. Con gái nó bu rồi, tới chuyện đó đừng có la nha. Hay ha, ngày ba. Ừ. Hai má con bà rảnh quá ha, giờ ngồi đây nhiều chuyện ha. Ha. Hả? Trời đất,
Gì vậy? Sao? Nè. Dạ. Cái chuyện con với Di á, con tính làm sao? Trời, con với Di ngon lành. Chị ngặt cái chỗ ông thầy má ơi, con lo lắm không chịu. Bởi vậy má mới hỏi coi con tính làm sao nè. Anh hai với chị thương gia là được rồi. Tới luôn anh hai. Anh ba nói dễ quá ha. Tới là tới làm sao? Trong khi nhà mình đó hả? Trời ơi, chỉ cần hai người thương giao thì sao cũng được. Nói vậy sao được? Còn lễ nghĩa phép tắc nhà người ta nữa làm chi? Má cứ theo đúng phép tắc thì ba anh em con ở giá chắc luôn á. Con không có giá đâu nha. Con làm gì mà con vật lộn với áo từ sáng giờ lây quay hoài không xong vậy? Dạ, con muốn sửa cái áo theo ý của con mà sáng giờ con làm hoài chưa xong nữa. Áo của con hay áo của ai? Con lấy trúng cái áo bị lỗi, tính đem đổi rồi. Nhưng mà thôi, để con sửa thử coi được không. Coi như tiêu cái áo này rồi. Ba này, phải thử coi mình mới biết mình có làm được hay không. Mấy bữa rày con bán được không vậy? Dạ, được lắm đó ba. Hỏi vậy thôi chứ đi bán về ba thấy mặt con tươi vậy là ba biết con bán được rồi. Dạ. Nè Di. Dạ. Mấy bữa nay thằng Hiếu có ra làm rộn con nữa không? Trời ơi, nghĩ sao không ba? Không có ảnh. Vậy con cố tình cãi lời ba đúng không? Con nhất định theo thằng đó hả? Thiệt tình, đúng là con với cái. Dạ, ảnh tốt mà ba. Tốt cái gì mà tốt hả? Con bị mờ mắt rồi con biết không? Con mà để nó theo hoài như vậy hả? Có ngày lãnh hậu quả đó. Tới lúc đó đừng có ngồi mà khóc. Thứ con gái mà thất thân rồi á, người tử tế không ai thèm đâu. Ba. Ba làm sao? Ba cứ nghĩ xấu cho con không à, làm gì có mấy chuyện đó. Sao không có? Con cãi hoài người ta nói gì con không nghe, con cãi lại à, không chịu nghe lời. Đúng là con với cái mà. Gì? Cái gì đó? Kêu ai vậy? Dạ, chào bác. Tôi nói cậu bao nhiêu lần rồi. Tôi nói không đồng ý cho cậu qua lại với con gái của tôi. Sao cậu lì quá vậy? Qua đây làm gì? Dạ, bác cho con vô nhà thư chuyện chút. Vô đi. Dạ. Cái gì vậy? Dạ, thì cậu đi vô. Làm gì á? Cậu sao không vô? Dạ. Ngang tàn quen rồi thấy không? Con cổng không đi, leo rào vô kìa. Muốn vượt rào không à? Dạ. Khỏi cần, khỏi chào, khỏi thưa. Vô ba. Thẳng như này luôn. Sao cô lì vậy? Cậu cố tình qua mặt tôi hoài vậy? À, muốn nói gì? Vô đây nói gì? Dạ, con biết là bác không đồng ý. Nhưng mà chuyện này là chuyện riêng của con với Di. Chỉ cần con với Di đồng ý với nhau là được rồi. Cái gì? Anh nói gì vậy? Cậu nói như vậy là sao chứ? Có nghĩa là cậu không cần tới ý kiến của cha mẹ ông bà đúng không? Cậu không cần biết trên dưới, không cần biết phép tắc gì hết trơn đúng không? Ba. Con đâu làm gì sai đâu. Với lại con cũng đâu làm gì có lỗi với ông bà tổ tiên đâu. Chỉ là vì con thương Di thôi mà. Đó, con nghe nó nói chưa? Đồ vô học. Tôi nói cho cậu biết, con gái tôi là đứa nết na, có học hành, có giáo dục đàng hoàng, chứ không phải cái thứ bà đâu rồi yêu đó. Bà. Không phải cái thứ mèo mã gà đồng. Để cho cậu muốn tới là tới, muốn đi là đi. Dạ không, con chỉ muốn tới chứ con không muốn đi. Dạ. Dạ thưa bác. Em đến nước này rồi em nói cho bác biết luôn đi. Nói dạ gì? Tụi con đã. Cậu mới nói gì? Hai đứa con đã cái gì? Đã cái gì hả? Dạ. Dạ bác cứ tức giận đi, dù gì thì tụi con cũng đã. Gì? Dạ. Con với ảnh đâu có gì đâu. Chỉ là con. Con làm như vậy mà coi được hả? Dũng ơi là Dũng con. Đã tới nước này. Dạ tới nước này bác cho tụi con lấy nhau là được rồi. Nói chuyện với cậu. Ba ơi, ba. Đúng rồi. Ba kiếm gì vậy ba? Dạ bác kiếm này phải không? Đứng đây. Anh. Dạ giờ con đứng sẵn đây, ba muốn đánh đập gì cũng được, miễn bác cho con kiếm gì lấy nhau là được rồi. Đừng sao không dám đánh hả? Ba ơi ba, tôi xin ba mà ba đừng đánh ba ơi. Ừ.
còn tính sao? Dạ con đâu tính gì đâu, con chỉ muốn cưới Di làm vợ thôi. Được rồi, cậu nhắm cậu nuôi nổi nó không? Hả? Dạ nổi chứ. Vậy là bác chịu hả bác? Bác chịu rồi. Dạ con cảm ơn bác. Dạ con cảm ơn ba. Này 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 này. Ê, ê, ê. Dạ cổng kìa. Hả? Cổng kìa. Dạ dạ dạ. Liệu nào quen thấy không? Dạ. Ủa chạy lẹ dữ vậy? Má. Má. Má ơi. Má chạy xe về chứ má. Ba hay giờ chưa? Biết đâu, má với con Mận đi chợ sáng giờ, bây giờ mới về tới nè. Ai biết đâu à? Gì vậy? Cái đây. Ba hai ơi, ba hai ơi. Gì vậy? Ủa làm gì vậy? Hai bị gì vậy má? Ba hai. Hả? Ba hai ơi. Ừ. Ủa, gì vậy? Mới qua hả? Anh thấy, Hiếu thấy ba hai về chưa? Dạ, chưa. Trời ơi, chưa về nữa hả? Nè nè. Ủa sao mà mày xách cái vỏ đi chợ của má mày vậy? Thôi thôi thôi, mệt quá đi, bây giờ con phải làm cách trời gì đây? Trời ơi, cái thằng cái gì vậy? Con có qua bên nhà anh Tuấn không? Anh cũng có kêu con qua, mà con làm biến qua quá. Sao vậy? Bữa đó con thấy ba mẹ ảnh kỳ thị con sao á. Hôm bữa con xuống bếp, cái con nghe mẹ ảnh nói với ba ảnh á là con không có được ăn học, lại sống ở bến tàu nữa. Họ sợ con không có biết cách cư xử sao cho nó đúng. Rồi sau này á, không biết sao chăm sóc cho gia đình. Nó nhiều lắm. Mà con nghe lõm bõm vậy thôi à. Họ lo vậy thì cũng phải. Biết làm sao giờ. Làm như chỉ có con họ mới quý vậy đó. Kệ đi. Trời ơi, coi nó kìa. Dạ, coi con gì? Mẫn. Coi coi nó kìa. Ông ngoại khỏe không? Dạ, ông ngoại con khỏe. Ông ngoại con định qua đây thăm cả nhà mình. Nhưng mà chân ông ngoại bị đau cho nên con qua đây một mình. Chân ông ngoại bị đau làm sao? Dạ, không có sao đâu. Thỉnh thoảng trở trời thì ông ngoại bị nhức một chút xíu thôi ạ. Dạ. Chị Phương, lát nữa ở lại ăn cơm với gia đình em nha. Chị cũng tính vậy á. Em cho nấu cơm. Cơm nước cái gì mày đi kiếm ba hai về cho tao lẹ đi. Trời ơi, cái thằng này. Gì anh Trọng đâu rồi gì? Bữa nay á, dọn nhà mướn ở trong xóm trong á. Kiếm ba hai giờ tôi không kiếm, mà đi kiếm thằng Trọng. Còn ngồi chơi trời nó. Chị Phương, chị qua đây lặt rau với em nè. Ừ. Thằng quỷ nè. Ba hai. Ba hai ơi. Mày làm gì lại mà lên, thấy tao mày bần dữ vậy? Ba hai lẹ lên. Má lấy nước cho ba hai giùm con. Dạ, dạ con chào giường hai. Ba hai. Con mới lẹ đi ba hai con. Dạ. Ba hai, má hai lấy nước giùm con lẹ đi. Nó nôn cái gì mà hai ngồi đi ba hai. Ngồi đi ba hai. Ba hai mệt không? Đây. Uống nước đi kệ. Con nói ba hai nghe này. Con đợi ba hai mỏi mòn luôn đó. Chờ chờ lấy xe nữa hả? Dạ. Mày định đi đâu? Không, con không lấy xe, không đi đâu hết á. Con chờ ba hai về để ba hai coi tính giùm con chuyện ba hai. Chuyện gì phải chờ ba hai tính vậy? Hả? Dạ. Ta nói ba của con Di đồng ý cho hai đứa nó lấy nhau rồi. Hả? Nó nôn, nó chờ ông về để nó hỏi ý kiến ông coi làm sao kìa. Sao dạ. Làm sao? Trời ơi, đất ơi. Người ta cho thì mình lấy chứ sao nữa. Thì, sao nữa? Cái con lo là bây giờ cái gì đó, thủ tục lễ nghĩa gì mà làm sao cho nó tổ chức đám cưới hả? Danh chính ngôn thuận gì đó ba hai. Cưới vợ hợp pháp hả? Dạ đúng rồi ba hai. Chà, vụ đời bị khó à nghe. Dạ. Lúc người ta không cho đó thì mình tìm cách để người ta phải chịu. Bây giờ người ta chịu rồi, mình biết tính sao nè. Tiền làm đám cưới thì không có, giấy tờ cũng không có, thì làm sao mà đăng ký kết hôn được chứ. Không lẽ giờ ba hai qua đó nói với người ta, ông cho con gái ông về làm dâu nhà tôi nghe, nói vậy thôi sao? Thì đó, con rối là rối vậy đó. Chứ không lẽ giờ để em Di về làm vợ con mà không có giấy tờ, không có lễ nghĩa gì hết, không cưới hỏi gì hết, coi sao được hả ba hai? Tội nghiệp cổ ba hai. Ba hai coi cách nào tính giùm con ba hai. Chà, nhớ đầu quá. Sao ba hai? Có cách nào cho ba hai ơi? Con mà không cưới được vợ con chết ba hai ơi. Ba hai. Ba hai. Trời ơi, thúc ba giùm con coi có cách nào. Chết con rồi ba hai ơi. Khóc cái gì nữa? Ba tưởng con là con gái nết na đoan chính cho nên ba mới lặt dữ với nó. Ba đâu có về. Còn như vậy
thì bà không biết ăn nói sao với người ta nữa. Đúng là đồ hư hỏng. Dạ, dạ, con xin lỗi ba. Xin lỗi thì được cái gì? Đúng là khôn ba năm dạy một giờ mà. Phải chi má con còn sống thì đâu có đến nỗi như vậy. Thiệt tình thì con với anh Hiếu á. Dì ơi, Dì à. Ai mà đông dữ vậy? Dạ, gia đình của anh Hiếu đó ba. Ai mời tới vậy? Dạ xin ông thầy thứ lỗi vì sự đường đột của gia đình tôi. Dạ. Dạ dạ, đây là cô Lượm, má của ông Hiếu. Dạ chào ông thầy. Dạ má con ba. Tôi với vợ tôi á là coi như là người trong gia đình rồi. Thằng Hiếu á tội nghiệp lắm, nó mồ côi cha. Hôm nay coi như tôi thay mặt cha nó qua đây thưa chuyện với ông thầy. Đúng là đường đột thiệt. Bây giờ tôi chưa biết phải nói làm sao nữa. Trước hết thì tôi xin thay mặt Hiếu xin lỗi ông thầy. Vì cháu nó chưa xin phép người lớn, mà nó đã dám làm cái điều mà người lớn chưa cho phép. Thứ nữa, tôi cũng xin phép được biết ý định của ông thầy đối với chuyện của hai đứa nhỏ như thế nào. Dạ. Mọi người đã cất công qua đây rồi á, tôi nói luôn, phải nói là tôi rất giận. Dạ. Tôi đã nói với con Di á, là nói với thằng Hiếu không xứng không hợp, nhưng mà con Di nó không chịu nghe. Nhưng dù gì á, bây giờ mọi chuyện đã dở lỡ hết rồi. Thôi thì trời không chịu đất á, thì đất cũng phải chịu trời. Nhưng tôi mong gia đình bên đó hiểu cho cái sự thiệt thòi của con gái tôi. Dạ. Mà làm cho nó một cái đám cưới thiệt xứng đáng để rỡ ràng với dòng họ. Tôi rất biết ơn sự rộng lượng của ông thầy, không chấp nhất chuyện sai trái của mấy đứa nhỏ. Nhưng tôi cũng xin thưa thật tình cảnh của gia đình tôi, để mong ông thầy thông cảm thêm một lần nữa, để cho tụi nó vui vẻ mà về với nhau. Bên đó còn chuyện gì nữa? Dạ, dạ còn chuyện vậy. Thằng em của ông Hiếu á, năm ngoái á, bị tai nạn và mất. Gia đình tôi phải vay tiền nóng bên ngoài để lo đám ma cho nó. Cho tới bây giờ tiền nợ tiền lời trả cũng chưa xong nữa. Bây giờ gia đình tôi nó thiệt tình không thể nào lo cái đám cưới rạng rỡ như tất cả mọi người mong muốn đâu. Dạ. Mà bắt hai đứa nhỏ nó chờ đợi để rồi nó lỡ duyên nó, tội nghiệp tụi nó. Hôm nay cả gia đình tụi tôi qua đây, thật lòng là cũng mong ông thầy, nếu như yêu thương hai cháu nó thì cũng chấp nhận một cái lễ nho nhỏ đạm bạc ra mắt hai gia đình thôi. Và gia đình tôi xin hứa, sau khi mà trả hết nợ rồi á, cả nhà tôi sẽ chung tay vô là lo cho hai cháu nó một cái đám cưới thiệt là xứng đáng. Dạ. Dạ. Nói vậy mà nói được à? Làm lễ thú phạt hả? Lấy trước cưới sau à? Ông bạn có bị gì không vậy? Dạ. Dạ thưa, sao vợ? Gì à? Dạ. Bác biết là gia đình bác không có xứng đáng để có con dâu như con, nhưng con thương thằng Hiếu thì thương cho trót. Bác hứa sau khi mà trả dứt nợ thì gia đình không để cho con phải xấu hổ đâu con. Dạ thưa bác đừng có nói như vậy. Dạ lễ cưới chỉ là hình thức, là do người lớn thôi. Còn con chỉ biết nghe theo. Mà con đã thương anh Hiếu thì sao con cũng chấp nhận hết á. Gì? Có nghĩa là con chấp nhận đúng không? Hả? Tụi nó đã thương nhau vậy rồi thì ông thầy cũng nghĩ lại mà thông cảm. Tôi biết làm vậy thì cháu Duyên cũng bị thiệt thòi, nhưng mà để hai đứa nhỏ nó lỡ duyên còn khổ nữa. Vậy là bây giờ chỉ có ra mắt thôi đúng không? Dạ, dạ. Không có đám cưới đúng không? Dạ. Dạ hứa rồi, đám cưới thì sẽ làm sao? Dạ làm sao? Dạ làm sao thầy? Dạ. Gì? Dạ. Con thấy chưa? Con thấy là con hư hỏng, con phải trả giá như thế nào chưa? Dạ xin ông thầy đừng có quá lời.
Gia đình tôi rất là trân trọng cháu Di, yêu thương quý mến và rất trân trọng cái tình cảm của nó dành cho thằng Hiếu. Mà vì hoàn cảnh ngặt nghèo của gia đình cho nên là để cho cháu Di phải thiệt thòi. Gia đình tôi cũng đau lòng lắm thầy ơi. Thôi, nó muốn sao thì chiều vậy. Chuyện này tất cả là do con quyết định nữa nghe. Có ra sao thì con phải tự chấp nhận chuyện này. Sau này con có khổ thì con phải tự con chịu lấy nghe chưa. Bây giờ không có đám cưới, con vẫn bằng lòng lấy nó đúng không? Dạ. Ba cảm ơn con. Ba cảm ơn con nghe gì. Đã không thay đổi được gì, các vị muốn làm gì thì làm đi. Dạ. Dạ. Cảm ơn thầy. Cảm ơn ông thầy. Dạ, dạ. Con cảm ơn ba. Rồi chừng nào đi đăng ký kết hôn? Dạ. Tôi hỏi là chừng nào đi đăng ký kết hôn cho hai đứa nhỏ? Dạ. Dạ thưa ba, con không có giấy tờ tùy thân gì hết, thành ra là không có làm đăng ký kết hôn được đâu ba. Trời ơi, mấy người coi rẻ con gái tôi tới như vậy sao? Ba. Dạ. Ba ơi, cứ vậy qua dắt nó về bển được à? Dạ, ba. Dạ xin ông thầy bình tĩnh. Dạ, mấy má con tôi trôi giạt lên đây gần 20 năm nay, không ai có giấy tờ gì hết, cho nên con tôi không được đến trường, không đứa nào xin được việc làm đàng hoàng hết. Gia đình tôi phải chịu cảnh làm bữa nào xào bữa đó. Bây giờ cần có giấy tờ để cưới vợ cho con cũng không có. Tôi xin ông thầy thông cảm, thương giùm mấy đứa nhỏ, đừng trách tụi nó tội nghiệp lắm. Tôi xin ông thầy. Đó là chuyện trái ngược. Bắt gì con gái tôi phải chịu. Ba, làm chủ gia đình tôi là sao? Ba ơi, mấy người ra khỏi nhà tôi, kéo nhau tới đây uy hiếp anh tôi để mấy người dắt con tôi về hả? Muốn làm gì thì làm hả? Ra vậy sao? Ba, đi ra. Không đi làm vậy. Đi ra. Đi không? Đi không? Ba ơi, đi làm sao? Đi lại lên. Đi, mấy người ra khỏi nhà tôi đi. Dạ thưa. Ra khỏi nhà tôi. Dạ thưa ba. Đi. Ba. Đi. Trời ơi. Ừ. Ông đang nóng giận vậy á, nói gì ông cũng không nghe đâu. Nói thêm nữa chắc khác nào như đổ dầu vô lửa thôi. Thôi về, về nhà rồi tính. Má, về sao má? Đi về con, đi về. Anh Trọng. Ừ? Anh nói gì đi. Nói gì? Anh nghĩ anh Hiếu với lại cái chị gì đó có lấy nhau được không? Khó lắm. Sao vậy? Dù hai người có thương giao cách mấy thì anh hai cũng chỉ là một người vô sản đúng nghĩa đen luôn. Nhưng mà chị đó thương anh Hiếu mà. Thì sao? Thương thì phải cưới, mà cưới thì phải có tiền. Muốn chung sống với nhau cũng cần phải có cái tổ nữa. Tụi anh trắng tay thì lấy cái gì mà lo. Anh hai tính anh ông nội, chứ anh thì anh không dám. Bộ anh có thương cô nào hay sao mà ông dám? Không, là anh nghĩ vậy thôi. Anh nghĩ vậy không có đúng đâu. Khi đã thật lòng với nhau thì... Anh Hiếu. Anh hai. Anh hai ơi.
vô nhà. Đi. Anh Hai ơi. Dây. Sao rồi anh Hai? Ba chị không đồng ý anh Hai. Tao cũng không biết nữa. Vậy bây giờ anh tính sao? Ui, thì cha đi. Từ từ cũng nguôi tính. Nhưng mà... Ui. Mẹ Tuấn nè, con nói cô gái đó muốn làm công nhân hả? Dạ, Mận muốn đi làm, muốn được mặc đồng phục giống như mọi người, muốn sống có tổ chức của xã hội đó mẹ. Vậy thì tốt quá. Mà cô ta biết làm gì vậy con? Dạ, Mận thì thích làm nghề may, nhưng có điều xin vô mấy xí nghiệp may hoài mà không có được. Xí nghiệp may người ta đâu có cần trình độ mà cũng không được nhận hả con? Dạ. Con à, con kêu cô ấy tới công ty của mẹ đi. Để mẹ coi có việc làm là thích hợp không. Thì cái mẹ, con cứ nói với cô ấy đi, rồi khi nào thuận tiện thì dắt cô ấy tới công ty của mẹ. Dạ, con cảm ơn mẹ. Có gì con báo, chắc là Mận vui lắm đó mẹ. Chị Hợi. Ủa sao mấy bữa nay em không ra bán? Chị tưởng đâu em ở ngoài đó chị ra kiếm quá trời. Dạ tại vì em... Em sao vậy? Bệnh hả? Dạ không có. Chị kiếm em có chuyện gì hả? Chị qua coi em có đồ mới không? Chị mua cho nhỏ em chị ở dưới quê mới lên. Dạ. Với lại chị biết là em có máy may, chị định nhờ em đạp giùm mấy chỗ xúc chỉ á. Nhớ nha, đạp cho ngay á. Dạ. Đừng có đạp ngoằn ngoèo đó. Dạ rồi, để đi chú em đạp cho chị. Nhưng mà đồ của chị chắc vài bữa nữa nha. Em mới ra bán mà khách kiếm như vậy là hên lắm đó, nghỉ uổng. Với lại người ta biết ở chỗ đó là có bán đồ rồi. Em mà nghỉ lâu á, người ta thế chỗ của em liền. Em mà quay lại khó lắm đó. Dạ chị, em biết rồi. Thôi chị để đồ đây nha, nhớ sửa giùm chị sớm sớm đó. Dạ, dạ rồi, về nha. Dạ, chị về. Bác Quy ơi, bác Quy. Ừ? Ba con nói là mời bác qua họp, hỏi những người cao tuổi. Vậy nói với ba con, bác qua liền. Dạ, con về. Ba. Gì? Con đi bán nha. Không. Bây giờ con mà không ra bán, có người khác thế chỗ bán liền à. Con phải tìm chỗ khác bán cực lắm đó ba. Thế hỏi ai muốn bán thì bán. Thôi không mua bán gì hết đó. Con biết là ba sợ con ra bán con gặp anh Hiếu đúng không? Con đã nói là con ra đó, con chủ yếu là con muốn kiếm tiền để xoay sở trong nhà thôi. Chứ đâu phải gặp anh Hiếu đâu. Ba không thấy hả? Nhờ con bán á, cho nên là mình mới có tiền xoay sở tiền điện, tiền nước. Đã nói không là không. Đi vô nhà. Bữa nay sao em nghỉ vậy? Bộ bệnh hả? Dạ không có gì, nhà em có việc thôi chứ không có gì đâu chị. Ủa mà em thấy đồ nhiều quá trời, sao anh chị chạy kịp vậy? Cả đó
lấy bốn cái đồ dây nè, con quấn nè. Đó, tụi anh làm bốn góc nè. Mấy ông tới á là súm nhau, giọt chảy. Công nhận, hai anh chị có kinh nghiệm ghê luôn. Mấy ông tới rồi kìa, chạy lại á. Chắc đi. Trời ơi, chạy lại. Chạy lại á. Đứng nữa. Còn đứng nữa. Lên, lên. Rút lễ lên. Cho em đi bán lại rồi hả? Không, em trốn đi. Thiệt tình, anh không biết phải làm gì bây giờ. Anh, hay là mình cứ sống với nhau đi. Ba thương em lắm, ba không bỏ em đâu. Không được đâu em, anh thương em nhiều lắm. Anh không muốn làm em buồn. Còn ba em, anh cũng thương ba em lắm. Anh cũng không muốn làm cho ba em buồn. Ba chỉ có mình em nên phải lo cho em là đúng thôi. Em, hay là anh tới nói chuyện với ba em lần nữa nha. Đằng nào thì ba cũng tưởng là giữa anh với em có chuyện đó rồi. Chắc ba cũng sẽ nghĩ lại thôi. Chỉ vì ba nghĩ là mình đã rồi cho nên ba buồn. Mà em thì lại không muốn thanh minh với ba. Tại vì em biết á, nếu như mà ba biết anh vẫn còn giữ mình cho em thì chắc chắn ba sẽ kiên quyết ngăn cản hơn. Vậy giờ tụi mình không giữ nữa. Làm thiệt đi. Anh nói giỡn thôi chứ sao vậy được. Tuy anh là kẻ thất học, nhưng anh cũng biết trân trọng tình yêu của anh. Anh muốn điều đó trở nên thiêng liêng của cả hai đứa. Anh muốn chỉ khi nào mình chính thức được về với nhau thì lúc đó mình mới thuộc về nhau. Mình sẽ có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Em hiểu không? Mấy ổng đi hết rồi nè. Đã bán hai đứa ơi. Dạ. Dạ dạ. Anh nhớ em. Ra bán lẹ nè, đứng đó ôm hoài. Đi. Dạ, xin mời chú dùng nước. Dạ, xin cảm ơn thầy. Xin lỗi chú, tìm tôi có việc gì không ạ? Thưa thầy, tôi có việc cần, cho nên tôi muốn đến để thưa chuyện với thầy. Dạ, chú cứ nói. Dạ, chuyện là như vậy. Dạ. Tôi là ông ngoại của thằng Hiếu. Dạ. Dạ, thưa thầy, tôi có nghe má Hiếu nó nói là thầy không có chấp nhận cho cháu Hiếu nó lấy bé Di của nhà này. Dạ đúng vậy. Dạ thưa thầy, nói cho đúng thì tôi cũng không phải là ông ngoại ruột của thằng Hiếu. Dạ hai vợ chồng mà nó gọi là ba má hai đó thì cũng không có dây mơ rễ má hay là bà con thân thích gì với nó hết. Vậy là mấy người hùa với nhau trong việc này để làm cái gì? Dạ xin lỗi, thầy là một ông giáo về hưu. Tôi mong là thầy có đủ kiên nhẫn và lòng tốt để tôi sẽ kể cho thầy nghe một câu chuyện, rồi thầy sẽ hiểu tại sao. Đánh quạt cho. Bác không? Trời đất ơi. Hả?
Mùi gì? Mùi gì nghe quen vậy? Anh đưa cái chân anh lên đây coi coi. Mùi gì đó? Đưa chân lên. Đưa cho anh chị. Đưa lên em coi. Đưa lên. Đâu rồi? Cái gì? Giơ chân lại coi. Giơ lên lại. Trời. Đúng cái mùi này rồi. Mà. Đưa ra. Hả? Anh tháo cái giày ra coi. Tao tháo chi vậy? Tháo ra. Anh mang vớ mới rồi nè. Thì biết rồi, biết vớ mới rồi mà tháo ra đi lẹ lẹ lẹ. Rồi, đưa ra em coi coi. Gì cầm cầm đây đây? Thì... Trời ơi! Sao Dũng mang đôi vớ cũ này? Tại vì anh sợ vớ đôi vớ mới, em mua tặng cho nên là anh mang đôi vớ cũ. Tháo ra. Trời, mùi kinh khủng quá. Tháo ra đưa về cho em giặt coi. Trời. Thôi được rồi. Vậy? Để anh giặt cho. Không, anh lười lắm, anh không bao giờ giặt đâu. Tháo luôn chiếc kia ra luôn, đưa đây. Tháo luôn hả? Tháo ra luôn. Nhánh trời ơi, sao mà anh chịu nổi cái mùi này? Lẹ. Trời, còn ngửi nữa. Anh thấy bình thường có gì đâu. Quen rồi. Em đây bữa giờ mà em còn chưa quen nổi nữa nè. Lẹ. Trời ơi, em đừng có làm quá. Ở đi, công viên lỡ ai thấy thì... Bây giờ làm lẹ đi, anh để em ói luôn bây giờ. Rồi đi chân không vậy đó hả? Chết luôn. Chịu không nổi luôn vậy. Mai mốt á, không giặt vớ được thì đưa em giặt cho. Thì anh cũng có giặt rồi. Nhưng mà anh thấy vớ mang với chân có vớ gì đâu, nhúng nước rồi phơi lên thôi, tốn sợ bông chí. Vậy cũng nói được. Bây giờ trong lành rồi đó. Nè, trong lành rồi đúng không? Đói bụng chưa? Mắc ói chứ đói bụng gì. Hồi nãy thì cũng có đói, mà giờ mắc ói quên đói luôn rồi. Chỉ cần thở vậy thôi là thấy vui rồi, thấy no rồi nè. Em làm gì thấy ghê quá. Anh nói nè, mai mốt cưới rồi á, anh sẽ chỉ cho em ở nhà để làm bà nội trợ thôi. Em thích đi làm. Ở nhà hết ăn rồi ngủ như con heo vậy. Em không thích đâu. Trời, em nói gì vậy? Ai nói em nội trợ là một công việc ăn rồi ngủ giống như heo? Nội trợ á, theo người ta nói thì nội trợ là một công việc rất là nặng nhọc, còn nặng nhọc hơn là đi bốc vác nữa đó. Thì vậy hả? Thôi, nhưng mà dù sao á, em cũng thích đi làm mà. Đi làm tự mình kiếm tiền, nuôi bản thân mình. Thích xài gì xài, không cần xin ai hết á. Mình mà xin người ta là cho người ta cơ hội leo lên đầu mình nè. Nè, em xỉa xói ai vậy? Hả? Gì? Em đâu nói anh đâu. Trời ơi, anh hỏi em vậy thôi, rồi anh biết, anh tính. Rồi sắp xếp từ từ. Nếu mà em thích đi làm á, thì anh để cho em đi làm. Còn nếu mà thích ở nhà thì ở nhà, chăm con cái, nhà cửa. Còn hả, chuyện đi làm để anh lo. Tất nhiên là anh sẽ không bao giờ để cho vợ mình phải chịu thiếu thốn. Ha. Vậy ha, hai đứa mình cùng đi làm. Làm hết sức, làm hết khả năng của mình. Rồi cái mình có tiền, mình dành dùm, mình lo cho con cái mình ha. Rồi cái lúc đó mình không có nghèo đâu anh ha. Đúng rồi, người ta nói là đồng vợ đồng chồng, tác biển đông cũng cạn. Bây giờ hả? Hai vợ chồng mình làm luôn, giàu to đó. Đồng vợ đồng chồng, tác biển đông cũng cạn. Hay ha. Em, mình cưới nhau đi. Sau khi nào mà anh hai anh ba em lấy vợ xong, rồi em cũng có công việc làm ổn định, cái lúc đó mình cưới, mình có con rồi mình nuôi. Gì vậy? Sao lâu quá vậy? Rồi mấy anh chuẩn bị lấy vợ chưa? Anh hai em sắp cưới vợ rồi. Vậy cũng được. Nhưng anh mà anh hai... ba em chưa. Anh ba em bí hiểm lắm, không biết khi nào ông cưới nữa. Chắc khoảng hơn chục năm nữa em đoán là vậy á. Cái gì? Trời đất ơi, cái gì mà chắc hơn 10 năm rồi bắt anh chờ, giống như là trai già đó hả? Trời, cái gì mà la làng ở đây rồi người ta tưởng em cướp gì của anh hả? À, xa. Trời tối sụp rồi mà nóng như chảy mỡ vậy. Tối nay không biết sao ngủ đây trời. Chuyện nó là như vậy đó thầy. Thầy sống ở thành phố từ nhỏ tới lớn, bây giờ tới tuổi này thầy kiếm miếng ăn còn khó khăn, huống hồ chị má con nó dắt díu nhau, một mẹ với cả bầy con như vậy mà sống chăm chỉ lương thiện, tốt bụng với mọi người. Tôi với ba má hai nó hùa theo nó thì được gì thầy.
Chẳng qua là thấy nó tốt như vậy mà phải lận đận thì nó xót xa quá thầy ơi. Bây giờ chỉ xin thưa với thầy một điều như vậy thôi. Thầy có một đứa con gái duy nhất, nó buồn, nó khổ, thì thầy có vui không? Nghe chú kể thì tôi cũng cảm phục má con nhà cậu Hiếu. Tôi không ghét bỏ hay kỳ thị gì họ, nhưng chú hãy nghĩ cho con gái tôi. Một đứa con gái hiền lành, ngoan ngoãn như con Di, sao phải lấy chồng như là ăn dụng vậy? Không có đám cưới, không có hôn thú. Dạ tôi đã thưa qua với thầy hết mọi chuyện rồi. Đâu phải cháu tôi nó không muốn làm cho con Di hạnh phúc đâu thầy, mà vì hoàn cảnh của nó không thể làm gì khác hơn được. Thật ra cho tới bây giờ tôi cũng chưa có ý định để thay đổi quyết định của mình. Dù sao thì tôi cũng cảm ơn chú đã đến đây cho tôi hiểu thêm về gia đình của cậu Hiếu. Tôi cũng cảm ơn thầy vì thầy đã lắng nghe. Không có gì. Dạ tôi thì cũng có một đứa cháu gái duy nhất. Tôi sẵn sàng làm mọi chuyện, miễn là cháu tôi nó được hạnh phúc thôi thầy. Giờ làm sao? Lúc nào cũng rầu rĩ như vậy á, rồi sao giải quyết được chuyện gì? Phải tính đi chứ. Hôm rồi á, ông ngoại thằng Hiếu có qua bển nói chuyện rồi, mà không biết làm sao, có được chuyện gì không. Mà bữa nay cũng thấy em ru, không thấy trả lời gì hết trơn. Gì? Con. Dạ con chào bác. Vô ăn cơm. Dạ thôi được rồi. Con qua là con muốn gặp anh Hiếu, tại ba con muốn nói chuyện với ảnh chút xíu. Ba con muốn gặp thằng Hiếu hả? Dạ. Ba. Dạ con chào ba. Ngồi đi. Dạ. Hôm nay tôi kêu cậu qua đây để nói rõ vài điều. Dạ con nghe. Cậu cần phải biết là tôi không có ý ghét bỏ cậu hay là phân biệt giàu nghèo gì, nhưng tôi không mong con gái tôi lựa chọn một người như cậu. Tại vì tôi không đành lòng nhìn con gái tôi càng ngày âu sầu héo hắt như vậy. Điều mà tôi lo nhất hiện nay á là cậu phải làm được cái gì để đảm bảo cho con gái tôi sau này. Dạ ba đã hiểu cho hoàn cảnh của con thì con cảm ơn. Nhưng mà con nói vậy, một khi mà Di đã làm vợ của con thì con hứa là không ai được đụng tới cô ấy, không ai được làm khổ cô ấy. Ai mà đụng tới Di con xử đẹp. Dạ con xin lỗi. Dạ thưa ba, ý con không phải vậy. Ý con là Di làm vợ con hứa là con sẽ bảo bọc cho cậu suốt đời luôn, không để cho ai làm khổ hay là để cho cậu phải lo lắng khổ sở gì đâu ba yên tâm. Nhưng tôi nói trước nha, con gái tôi á, tôi không cho làm dâu đâu. Là sao ba? Con Di vẫn ở nhà này, tôi chỉ có một mình nó. Tôi không thể để cho nó theo cậu vào một cái nhà. Ba, nếu như cậu chấp nhận sống bên này với nó thì tôi sẽ gả nó cho cậu. Cậu chỉ cần về nói bên đó sắp xếp làm bữa cơm gia đình để ra mắt tổ tiên dòng họ, kín đáo người nhà với nhau thôi. Ba, tụi con sẽ hạnh phúc mà, ba yên tâm nha. Tụi con sẽ ở nhà này với ba mà. Dạ, Di ở đâu con ở đó. Con hứa với ba là không bao giờ con làm trái ý gì đâu. Cậu về đi, nếu thu xếp xong cho tôi hay. Dạ con đội ơn ba. Thưa ba con về. Anh về nha. Ba biết chắc rằng con sẽ khổ, nhưng mà không làm gì được.
Ba đau lòng lắm. Con sẽ không khổ đâu. Ba đừng lo. Con cảm ơn ba đã chấp nhận anh Hiếu. Tụi con sẽ hạnh phúc mà. Ba cứ yên tâm nha ba. Vậy mình có lấy tiền đó làm đám cưới được không má? Không. Giờ tiền đâu con cưới vợ đây? Không lẽ để gì đi theo con không vậy? Tội nghiệp vợ con lắm. Má không thể vay tiền làm đám cưới cho con. Nhưng hôm trước má đã xin với ba con Di rồi. Mình chỉ làm một bữa tiệc nhỏ ra mắt ông bà thôi. Làm vậy có kỳ không má? Không phải là má không coi trọng đám cưới của con, nhưng tất cả tiền bạc má con mình kiếm được phải để dành cho tụi con phòng thân khi không còn má bên cạnh. Má nói gì vậy má? Gì mà không còn má bên cạnh? Cuộc sống của má con mình lên đên cơ cực như vậy, chung quy cũng tại mình sống lén lút, không có giấy tờ. Sẽ đến lúc má phải về quê xin lại giấy tờ cho tụi con có tên có tuổi với người ta. Ngày đó chắc chắn má sẽ bị bắt, bị ở tù vì tội giết cha con ngày trước. Khi đó thì tụi con đã có vốn để phòng thân. Cho nên bây giờ khi má còn ở đây với tụi con, số tiền đó là bất khả xâm phạm. Dạ con biết rồi. Quản nợ á thì số tiền chị góp hàng ngày đó. À, tôi dồn lại, tôi cộng vô vốn, tôi tính thêm lời, cứ như vậy tôi tính tiếp dễ thôi. Cái đó tôi biết mà. Biết vậy hỏi chi trời? Thì tôi cũng qua cũng nói với cô, đặng cô biểu mấy đứa nhỏ khỏi qua nhắc nhở nữa làm chi. Dạ. Vậy được hả cô Sáu ha? Nhiều khi gặp đám tiệc cái rồi cho lâu la qua quậy rần cái rồi. Được. Dạ cảm ơn cô Sáu rồi tôi về. Dạ. Dạ dạ thôi cảm ơn cô Sáu. Vậy là bà tính thêm đó. Thì cộng thêm đó. Tính gì dữ rồi. Trời ổ người ta. Bà này bà ác thiệt là ác luôn. Cho bà sống bằng nghề đó mà. Dạ, hôm nay là ngày lành tháng tốt, con xin phép cửu quyền thất tổ. Ngày hôm nay cho phép cháu Di được lấy chồng. Xin cửu quyền thất tổ phù hộ cho hai đứa trong năm hạnh phúc. Dạ, thưa anh hai, chị hai, chị Xui, bây giờ xin phép cho hai cháu được lại xá tổ tiên và để ra mắt cửu quyền thất tổ. Dạ, xin phép. Lại đây con. Dạ. Xá đi con. Ba xá. Bây giờ con mở khay rượu, rót rượu mời ba mời má đi. Dạ. Dạ, con mời ba. Con mời má. Chúc các con hạnh phúc. Con cảm ơn ba. Chúc các con hạnh phúc. Con cảm ơn má. Con cảm ơn má. Dạ, thưa ông thầy giáo, gia đình tôi cũng gom góp để chút đỉnh cho hai cháu làm vốn. Yeah.
Dạ. Coi như là bước đầu cho hai đứa nó khởi nghiệp đi mà. Dạ. Con cảm ơn ba hai đi con. Dạ, con cảm ơn ba hai. Dạ. Dạ. Đám cưới con mình mà sao không ai vui hết trơn vậy? Ai cười giùm tôi một tiếng cái coi. Từ hôm nay á, thì thằng Hiếu làm ra thì để cho nó giữ. Nó còn lo cho gia đình riêng của nó nữa. Chuyện nợ nần nhà này á, đừng để nó lo nữa nghe. Đúng rồi, tôi cũng tính nói vậy đó. Anh chị hai tốt với má con em quá. Cô nói vậy á, cô không coi tụi nhỏ như là con của tụi tôi hay sao vậy? Dạ, em không có ý đó. Chỉ là... cô như là em út của hai vợ chồng tôi. Tụi nhỏ như con tụi tôi. Từ lâu á, má con cô á là người trong gia đình tôi rồi. Đừng nói lời lẽ cách sao vậy. Thôi, tôi đi thay đồ cho nó mát đây. Con có tội với ông bà tổ tiên, có tội với cửu nguyệt thất tổ, vì có một đứa con gái mà cũng không lo cho nó được một tấm chồng đàng hoàng tử tế. Con Di nó đã chọn lựa, con xin ông bà tổ tiên hãy phù hộ cho nó hạnh phúc vuông tròn. Anh thấy thương ba em quá. Chỉ có cách duy nhất làm cho ba không buồn là mình phải sống hạnh phúc. Chắc chắn như vậy rồi bà sao yêu của anh. Anh, hay là ngày mai mình nói cho ba biết chuyện đó nha. Chuyện gì? Thì chuyện mình không ăn cơm trước kẻn á. Mình không có làm gì sai trái hết. Nếu ba biết em như vậy chắc ba vui lắm. Không có đâu, anh lại sợ ba nổi giận nhiều đó giờ mình lừa gạt ba đó. Dĩ nhiên lúc đầu nghe thì sẽ giận, nhưng mà sau đó ba sẽ vui, bởi vì con gái ba không có hư hỏng. Em đánh kẽn được rồi. Tụi mày lo lấy tiền đi. Người ta cưới vợ mất mới gì hãy bay rần rần vậy. Nói chơi cho vui thôi mà sao. Nè, ba thằng mày nè. Rồi, nè, mày nè. Của mày. Của con Hiếu nè. Cảm ơn anh. Rồi, đi nhậu. À, đi. Đi mày ơi. Của mày nè. Má. Rồi, cảm ơn anh sao. Ủa, quên. Tiền con kiếm được tự giờ giao cho con Di đi.
coi như con lo cho gia đình nhỏ của con. Nó khéo lắm á. Hãy ráng làm người chồng tốt đi con. Dạ. Thôi nhưng mà bữa nay má giữ đi. Bữa sau con giữ. Từ ngày mai con giữ nha. Mẫn. Dạ. Chiều anh với chị Di đi bán á, em tranh thủ ra chợ đêm coi hàng coi sao. Nhiều khi người ta cần sửa đồ mà chị Di chị không có thời gian sửa. Trời đất ơi. Rồi cái giờ giao hết cho em gái mình luôn. Giờ đi không? Đi. Đi. Em giỡn xíu thôi. Mẹ em đâu quyết mai đâu. Thì vậy mới phải học. Sẵn chị Di chỉ có bằng máy mai đó, gì không biết chỉ cho. Ờ. Mai mốt mình tranh thủ thời gian mình sửa đồ mình kiếm thêm. Ờ ha, có bằng máy mai, đúng rồi đúng rồi. Ừ. Để lát nữa em rảnh em chạy qua. Con đi nha má. Ờ. Tối nay còn ra bán phụ với nó coi sao. Dạ. Ờ. Học được cái nghề cũng tốt vậy. Thử coi. Ờ. Má, con đi đây chút nha. Không về ăn cơm hả? Dạ. Con đi chút con về mà. Mà anh ba đi đâu vậy? Tao đi đâu kệ tao. Mày hỏi chi nhiều mày. Ủa quan mà... tâm chút xíu. Tụi má con đi. Anh ba đi qua nhà chị Phương hả anh ba? Nhỏ này, nói gì vậy? Đã sợ anh đánh rồi nên đi xa mới nói tụi má nữa. Vừa lạnh đi. Ủa, em... Anh đâu có bận rộn gì đâu. Sao không vô trong nhà với em? Anh... Anh không cần phải tránh mặt Tùng đâu. Tùng đâu phải là bạn trai của em. Nhưng mà cậu ta mến em. Thì đó là chuyện của ổng. Thôi, anh trọng vô nhà đi. Thôi, em vô nhà đi. Anh bận thiệt mà. Anh cố tình tránh em đúng không? Sao vậy? Bộ... em xấu lắm hả? Hay là em làm gì sai? Ờ, không phải. Không phải vậy đâu. Hay là anh dẫn em vô nhà. Đi. Em vô nhà đi. Dạ, thưa ông ngoại con về. Ồ, ngoại tưởng con về rồi. Dạ, bây giờ con mới về. Ngoại, sao anh Trọng cứ cố tình tránh mặt con hoài à? Má, anh hai chưa ra hả má? Chưa, ma biểu nó ở nhà với vợ nó đi, không nghe, đòi đi hoài. Mình đi cũng nhanh mà má. Con nước đang vô, một lát ghe chạy chổng ra, ngược nước nó chậm. Mình cho xuồng trôi theo dòng nước, đón đầu nó. Nhanh mà đỡ mệt. Mà má ơi, tàu này thợ đông lắm. Má biết rồi. Má, đi liền không má? Dạ đi anh hai. Khoan. Dạ. Chờ một chút cho con nước nó lên thêm xíu, rồi mình đi theo con nước vô. Tàu này nhiều cỡ, cẩn thận chút nha. Đưa áo đi. Cô nhớ nè,